Để chị lựa đi rồi em tính cho. Em like được 69.000 rồi. Hello mọi người nha. Được chưa? Xẻ hết nha mọi người ơi. Em xẻ hết em viết nha mọi người ơi. Rồi em bắt đầu like nha mọi người ơi. Cái này là tranh thủ nha mọi người, 19 ca thôi nha mọi người, nên là tranh thủ á, chốt nhanh nha mọi người ơi. Nói đại nha. Nói đại. Trời, bao nhiêu ký trời? Mọi người ơi,
Mọi người ơi, cho im lặng quá vậy mọi người ơi. Giờ mọi người đi làm hết rồi. Mọi người chia sẻ ba giùm em với ạ. Chia sẻ ba để được mua với giá 19k nha mọi người ơi. Cái này là 65kg đổi lại bằng 10 nha mọi người. 65kg đổi lại bằng 10 nha. Áo caro 65kg đổi lại bằng 10 nha. Mã số 5 nha mọi người. Ai lấy thì comment cho em mã số 5 nha. Mã số 5 nha. Mã số 5 nha mọi người ơi. Cái này là 19k luôn nha mọi người ơi. 65kg đổi lại bằng 10 nha. Tay của nó tay lỡ đây nha mọi người. Tay lỡ nha, 65kg rồi là bằng vừa. Mã số của nó mã số 5 nha. Chào Minh Thành nha. Vét đồng giá 19k nha chị ơi. Vét rất là đẹp luôn mà em xẻ chứ không phải hàng xấu đó chị ơi. Hàng rất là đẹp nha chị. Rồi tiếp theo một cái áo đen nha mọi người. Cái này phòng rất là đẹp luôn nha. Dạ rồi. Chia sẻ bài cho em đi mọi người ơi, xem tục lực view quá vậy mọi người ơi. Dữ vậy cho đẩy em lên 90 được không mọi người ơi? Đẩy cho em lên 90 được không? 19k nha Hành Nguyên, Hành Nguyên ơi. Em có ghi giá nha mọi người ơi. Đẹp như không vừa, Nguyễn Thị không vừa hả chị ơi? Do cái tay nó hơi to phải không chị? Cái vít đó đẹp nhưng mà hơi to phải không chị? Một cái áo đen
người tay của nó phối tay ren nha, hai bên là tay ren nha. Cái này 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 55kg đổi lại bằng vừa, gà nút ngay chỗ cái em nha mọi người. Trời ơi, em bao đẹp luôn nha mọi người. Mua vip bên em ai cũng khen đẹp chưa ai khen xấu nha mọi người ơi. Cái này còn rất là mới luôn nha mọi người ơi, chưa cắt nút luôn nha mọi người. Cái này chưa cắt nút luôn nha, cái này rất là mới luôn nha. Cái này rất là mới nha, 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. 19k thôi mọi người ơi, 55kg đổi lại bằng vừa, mã số của nó. Mã số là 84 nha mọi người ơi. Mã số 84 nha, lái thì comment cho em 84 nha. Đằng sau lưng của nó là ren luôn nha mọi người. Lưng và tay là ren. Hàn Nguyên ơi, chỉ có 19k thôi nha. Chỉ có 19k thôi. Ai lấy 5 cái thì em sẽ tặng cho một cái nha mọi người ơi. Ai lấy 5 cái em sẽ tặng cho một cái luôn nha. Rồi một cái áo đen nữa nha mọi người ơi, áo đen nha. Áo đen nha, mình gài nút lại nha mọi người ơi. Bên trong của nó có một cái lớp form như thế này nha. Đây, có một cái lớp form như thế này nha mọi người ơi. Lớp form trắng bay ở phía trong nha, 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. 55kg đổi lại bằng vừa nha. Đây nha. 55kg đổi lại bằng vừa nha. Mã số của nó là mã số 32 nha. À lấy thì comment cho em mã số 32 nha. Mã số 32 nha mọi người ơi. 32 nha, 19k thôi mọi người ơi. Trời ơi, 19k rất là rẻ luôn mọi người ơi. Rất là rẻ luôn mọi người ơi. 19k mà được một cái áo như thế này thì rất là rẻ và rất là đẹp luôn mọi người ơi. 19k nha. Giờ hôm bữa giờ em để đồ nó nhăn ra, nhìn thấy nó nhăn vậy thôi chứ mẹ về ủi đẹp lắm nha mọi người. Mã số 32 nha. Sao mọi người im lặng quá vậy mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi ạ? Em xả rỉ cho mày mọi người không hút đi mọi người ơi. Rồi một cái áo vàng nha, 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người, tay lỡ nha, 60kg đổi lại bằng vừa nha. Chị bao nhiêu ký chị Nguyễn Thủy ơi, chị bao nhiêu ký hả? Chị sao năm mấy 60kg à. Cái này nè chị ơi, đây nè. Cái này 60kg nha chị ơi, 60kg đổi lại bằng vừa nha. Mã số của nó là 55 nha mọi người ơi, mã số 55 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 55 nha mọi người. Mã số 55 nha, cái màu vàng tay lỡ nha mọi người. Tay lỡ nha, 60-65kg đổi lại bằng vừa luôn nha mọi người ơi. Đây nha. Chào Nguyễn Thùy Diệm Kiều nha. Mã số 55 nha mọi người. Lấy thì comment cho em mã số 55 nha. Mã số 60. Mẹ số 60. A à, Nguyễn Thủy 60kg hả? 60kg mấy kia không vừa rồi. Trời ơi. Ai nha mọi người ơi, cái này 60kg rồi. Đây 60kg vừa nè chị. Mẹ số là 55 nha mọi người ơi. Ai lấy thì comment cho em mẹ số 55 nha. Trời ơi em tục lực view quá mọi người ơi. Mọi người đẩy em lên 90 được không mọi người ơi. Rồi cái ren hồng nha mọi người. Trời ơi đẩy lên 100 luôn mới ghê chứ. Cảm ơn mọi người nha. Đẩy lên 90 thôi mà đẩy lên 100 luôn. Rồi cảm ơn mọi người luôn nha. Đây nha. Chào Võ Nhất Hà nha, chào Hầm Thịnh nha. 19k nha bạn ơi, 19k nha. Hốt nhanh cho mình nha. Có màu đen hả? 19k đó mọi người ơi. 19k. Đồng giá luôn nha, không cần phải hỏi giá luôn nha mọi người. Đồng giá 19k nha mọi người ơi. Rất là đẹp mà rất là rẻ luôn. Cái này 60kg rồi. Cái này 55kg rồi lại bằng vừa thôi nha mọi người. 55kg rồi lại bằng vừa nha. Mã số của nó là 63 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 63 nha mọi người. Trời ơi rất là đẹp luôn mọi người ơi. Dạ rồi. Chị. Màu hồng rồi, em chốt hồng cho Hồng Thịnh cái màu hồng nha chị ơi. 19k thôi nha mọi người ơi. Hồng Thịnh ơi cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha chị ơi. Rồi một cái ghi lê nha mọi người ơi, ghi lê màu cam phối rinh nha mọi người ơi, phối rinh tay và bị rừng viền cổ nha. Trời ơi 19k thôi mọi người ơi. Cái này là 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 55kg đổi lại bằng vừa nha.
Thủy Triều mà số 63. Ok Thủy Triều luôn nha. Thủy Triều. Thủy Triều. Thủy Triều hả? Không, của Hồng Thịnh á. Chị ơi, Thí Chiều ơi, em chốt cho Hồng Thịnh rồi chị ơi. E 63 hả? Ai trước vậy? Ờ, 63, có số Hồng Thịnh. Hồng Thịnh trước. Hồng Thịnh nè. Rồi, cái đây nha mọi người, 55kg rồi lại bằng chị. Chị Thủy Chiều ơi, chốt cho Hồng Thịnh trước luôn nha chị. Em chốt cho Hồng Thịnh cho em luôn nha. Chị Hồng Thịnh cho em số điện thoại và địa chỉ luôn nha chị ơi. Số điện thoại luôn nha chị ơi. Mẹ em chơi không? Tránh ra cho mẹ lên. Rồi Hồng Thịnh à. Rồi Hồng Thịnh có số rồi. Hồng Thịnh kem với Hồng Thịnh. Rồi một cái ghi lê màu đen nha. Cái này là 55kg đổi lại bằng người. Vậy đôi mi nhảy. Chị luôn đó nghe chị ơi. 50kg rồi là bằng vừa tay lỡ nha mọi người. Trời ơi, rất là đẹp luôn mọi người ơi. 50kg rồi là bằng vừa. Ai chốt thì comment cho em là mẹ số 54 nha. Ai lấy thì comment cho em mẹ số 54 nha mọi người ơi. Mẹ số 54 nha. Bắt cho cô xin nước không? Đây nha, mẹ số 54. Mẹ bắt cho cô xin nước đi. Trời ơi. Nước chỗ đó nè. Đó, cho mẹ số 54 nha mọi người ơi. Yeah. Lấy éo gái mặc nha. Vít tay dài à, có nha chị ơi, đợi em xíu nha. Trời ơi, cái đây hả chị? Cái đây hả chị? Chị lấy đi chốt cho em mã số đó là 54 nha chị ơi. Éo hồng. Cái áo đó áo của em đang mặc nha chị ơi. Em bán rồi em lấy gì em. Thủy Triều ơi cho em xin địa chỉ nha chị ơi. Cho em địa chỉ nha. Rồi một cái áo đen nữa nha mọi người. Cái này 55kg rồi lại bằng vừa nha. 55kg rồi lại bằng vừa. Mẹ lỡ thả cái đầu lại áo khóa khỉ nha. Áo khóa khỉ tay lỡ nha. À đâu của nó đây thì một lớp nha. Hết rồi mới sao lại đâu rồi. Nhúng như thế này rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi là bằng vừa nha mọi người ơi. Mã số của nó là mã 93 nha. Ai lấy thì comment cho em mã 93 nha mọi người. Mã số 93 nha. Lấy thì comment cho em mã số 93 nha. 55kg rồi là bằng vừa mã số 93 nha. Hồng Thịnh điên. Điên nè chị ơi. Chị ơi chị chốt mã giúp em. Rồi Hồng Thịnh 93 ok chị. Mọi người ơi mua trên 5 cái thì em sẽ tặng một cái bất kỳ nha mọi người ơi. Rồi một cái trắng nữa nha mọi người ơi. Trắng ghi lên nha. Cái này 60kg đổi lại bằng vừa nha. 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. Thủy Triều ơi cho em xin địa chỉ nữa nghe chị. Không chút IP cho em nha. Để tối chờ con đi chơi. Cái này 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. Mã số của nó là 31 nha. Ai lấy thì comment cho
em mã số 31 nha mọi người ơi. Mã số 31 nha, màu trắng nha, 60kg đổi lại bằng 10 nha mọi người ơi, 60kg đổi lại bằng 10 nha. Mã số là 31 nha. Chốt nghe mã số 31 nha. Rồi ok thầy chiều 31. Thầy chiều ơi, chốt cho em cho em địa chỉ nữa nghe chị. Rồi một cái nâu nha mọi người ơi, cái nâu nha. Độn vai luôn nha mọi người, tất mấy cái áo này là độn vai nha mọi người ơi. Đây nha, cái này à. Cái này à, 60kg 10 thì thôi ạ. Chị rồi chị nhắn tiếp nha, chị IBM nha chị ơi. Đây nha mọi người ơi, cái này 60kg đổi lại bằng 10 nha. Mã số của nó là 50 nha. Mã số 50 nha mọi người ơi, mã số 50 nha. 60kg đổi lại bằng 10, mã số 50 nha. Ai lấy thì chốt cho em mã số 50 nha. Mã số 50 nha mọi người, lấy thì chốt cho em mã số 50, 60kg đổi lại bằng 10 nha. Phạm nha.
tay không à cô? Không có nằm dài tay hả? Dài tay mà 60 kg. Em mới được cô. Em gọi địa chỉ Hồng Đào cũng được mà, phải ship đúng giá nha. Rồi ok chị nha. Đây nha, 55 kg đổ lại bằng vừa nha mọi người ơi. Chào Nhi Bình nha. 55 kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số của nó là mã số 11 nha. Lấy comment cho em mã số 11 nha mọi người ơi. 19k mã số 11 nha. Rồi rất là đẹp luôn mọi người ơi. Vết màu xanh nha mọi người ơi. Cái này rất là đẹp luôn nha. 19k. Trời ơi, có 19k ơi. Quá rẻ luôn nha mọi người ơi. Quá rẻ quá đẹp luôn mọi người ơi. Mã số 11 nha. Lấy comment cho em mã số 11 nha. À, xanh 60 kg vừa không em? Đưa chị. Đưa chị mặc thử. Để chị ấy mặc nha chị. 60 kg tay chặt rồi chị ơi. Em mặc vừa nhưng mà cái sợ cái tay chặt rồi. Cái tay nó hơi bị 60 kg không vừa rồi chị. Rồi áo này à. Áo này 60 kg vừa nè chị ơi. Áo này 60 kg đổi lại mọi người nha mọi người. 60 kg đổi lại mọi người nha. Mã số 29 nha mọi người. Trời ơi. Mã số 29 nha. Ai lấy thì chốt cho em mã số 29. 60 kg đổi lại mọi người nha mọi người. Em hỏi 80 thông nhất nha chị ơi. Em hỏi 80 thông nhất và là cô Gia Lai nha. 60 kg đổ lại bằng vừa nha mọi người ơi. Trời ơi cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Cái này 60 kg nha, còn rất là rộng nha. Mà còn rất là rộng luôn nha mọi người ơi. Mã số của nó là 29 nha. Ai lấy cho mình nghe mã số 29 nha mọi người. Mã số 29 nha. Ủa đi lấy cái tủ quý chùm cho kiến nó lên. Đúng luôn. Chốt em mã số
dễ thương nha. Mẹ 25 nha, ai lấy chú mẹ 25 nha. Mẹ 25 nha, 55 kg độ là bằng vừa.
tiếp theo nha. 55 kg rồi lại bằng 10 nha. 55 kg rồi lại bằng 10 nha. Mã 43 nha mọi người. Ai lấy chốt em mã 43 nha. Trời ơi cái bàn này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rất là xuất sắc luôn nha mọi người ơi. Mã 43 nha. Chào chị Huỳnh Yến Nhi nha. Trời ơi chị làm em ấy quá. Nhà xe nó điện em chị ơi. Mai không biết nó chịu gửi không nữa đó chứ. Mai chị lấy giúp em nha chị. Ai à, lấy giúp em mẹ 43 rồi. Bốn ba em chốt cho nhóc Lan nha. Trời cái nhóc này lùng. Rất là đẹp. Rồi ok nhóc lùng luôn nha. Nhóc lùng. Chị Thủy Triều ơi em tặng cho chị một cái áo như thế này được không chị mặc lên. Em tặng cho chị một cái áo như thế này nha. Chị mua đủ 5 cái em tặng cho chị một cái áo đó nha. Rồi chị ơi. Chào Thanh Thanh nha. Em tặng cho chị cái đây luôn nha chị ơi. Chị thích không ạ? Chị thích ra. Chị lấy thôi ok à. Giúp em nha Thủy Triều ơi. Chị thích cái này không chị ơi? Chị Thủy Triều ơi em tặng cho chị cái này nha. Thích thì ok nha. Chị lấy đủ 5 cái, 5 cái cho chị. Rồi em tặng cho chị cái đó nha. Rồi Thủy Triều số bé đâu? Đâu có cái này số 3 đâu chị ơi. 43 nè. Em tặng cho chị một cái em như thế này nha chị ơi. Trời ơi hàng quá đẹp luôn. Hàng tặng quá đẹp luôn nha chị. Rồi tiếp theo cái này nha mọi người. Cái này là 45kg đổi lại bằng 10 nha. 45kg đổi lại bằng 10. Mã 71 nha. Phát ren nha mọi người. Cái này phát ren thôi nha. Phát sơn như thế này nha. Em nói nha, xe một gửi ai chị nha mọi người. Trời ơi, nó chửi em chết luôn. Sao nó chở vô tặng nha chị luôn mà. Cái 43 có người chốt rồi nha chị Thủy ơi. Chị Thủy chiều 43 có người chốt rồi nha. Rồi cái này 60kg rồi lại bằng 10 nha mọi người. Ở dưới của nó là lớp ren như thế này nha. Ở dưới của nó là ren hồng như thế này nha mọi người. Đây nha, 60kg nữa là chị không lấy áo đây hả chị ơi? Áo bằng mà. Quá đẹp luôn. Đây nha mọi người, 60kg nữa là bằng 10 nha. Đấy, của nó là 69 nha. Thôi 55 thôi mọi người ơi. Cái này 55kg nữa là bằng 10 thôi nha. Mẹ của nó là 69 nha mọi người ơi. Mẹ 69 nha. Ở dưới của nó là lớp ren. Mẹ mua 43 40 chốt luôn nha chị Thủy Kiều ơi. Cái đó em không tặng được nha. Em tặng chị một áo khỉ thôi nha. Áo trời áo hồng nó đẹp quá mà không ai lấy hả ta. Áo hồng đẹp quá. Đăng thỏ đi đâu vậy coi em thử chứ. Trang bị mai không phải rồi ok chị nha. Trời ơi, em cái bé trắng này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái bé trắng này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái này 55kg đổi lại bằng 10 nha. Trời ơi cái này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mẹ số 90 nha. Ai lấy chốt em mẹ 90 nha. Tặng chị 69. Không đâu chị ơi. Hàng tặng khác với hàng em bán khác chị. Chị có áo với Lê em mới tặng thôi nha. Đấy nha mọi người ơi. Số 69. Chị mua 10 cái đó rồi em tặng chị cái đây luôn nha. Chị mua 10 cái em tặng chị số 69 nha. Mẹ số 90 nha mọi người. Ai lấy chốt em mẹ 90 nha. Cái này 55kg được làm bằng 10. Trời ơi 10 nha. Cái 10 cái có 190k à. Quá rẻ luôn nha mọi người ơi. Đây nha. Mẹ của nó là 90 nha mọi người. Ai lấy chốt em mẹ 90 nha. 55kg được làm bằng 10. Trời ơi cái màu trắng đẹp lắm luôn mọi người ơi. Gà nút nha mọi người, gà nút nha. 55kg rồi là bằng vừa. Mẹ của nó là 90 nha. Ai lấy chốt em mẹ 90 nha. Rồi một cái trắng nữa nha mọi người. Một cái trắng nha. Cái này là 50 60kg rồi lại bằng 10 nha mọi người. 60kg rồi lại bằng 10 nha. Mẹ 91 nha. Lấy chốt em mẹ 91 nha. Chèo cụ lẹt nha. Gài nút nha mọi người ơi. Vai của nó là vai độn hết nha. Dạng vest nên là vai của nó có độn nha mọi người. Đây nha. Mẹ của nó là
91 nha, A lái chốt em mẹ 91 nha mọi người. A lái chốt em mẹ 91 nha. 55kg rồi lại bằng người thôi mọi người ơi. Cái này 55 thôi. 55 thôi nha, 91 em chốt. Rồi ok nhắm lòng. Thanh Trần 91 nhắc luôn chốt luôn nghe chị Thanh Trần ơi. Mọi người 55kg rồi lại bằng người nha. Mình không thích sắn cái tay lên như thế này thì mình thả cái chỗ đây ra là thành tay dài nha mọi người. Cái này tay dài nha, nhưng mà mình sắn lên là thành tay lỡ nha mọi người ơi. Đây nha, 55kg rồi lại bằng người nha mọi người. Mẻ 14 nha, A lái chốt em mẻ 14 nha. A lái chốt em mẻ 14 nha mọi người. 55kg rồi lại bằng người nha. Chèo Hân Ý nha. Làm canh xong chưa? Mẹ cũng chi. Mùa đó rồi dòm dòm dòm. Càng gì mở lên để đó thôi. Ai thả tiền cho. Cái này 60 kg được lại bằng vườn nè mọi người ơi. Cái này còn rất là rộng nha. Cái này nha, dây kéo nha mọi người ơi. Của bếp, cái bếp của nó màu đen nha. Nguyễn Thị ơi. Đen nha mọi người ơi. Chào Trang Nguyễn nha. Nguyễn Thị ơi, cái đó 60kg mắc vừa hả chị? 60kg vừa nè chị ơi. Mẹ lấy chút em mẹ 17 nha mọi người. Lấy chút em mẹ 17 nha mọi người ơi. Mẹ 17 nha, lấy chút em mẹ 17 nha. Này 60kg đổi lại bằng vừa nha. Em đổi mẫu nha mọi người. Cái này 60kg mặc vừa này nghe Nguyễn Thủy ơi. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị còn ở đó không? Cái này 60kg mặc vừa nghe chị ơi, 60kg nha. A lấy thì chốt cho em mẹ số 25 nha. A lấy thì chốt em mẹ số 25 nha, 60kg mặc vừa nha. A lấy thì chốt cho em mẹ số 25. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Cái này 60kg mặt rộng rãi luôn nè nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 25 nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 25. 65kg mặt vừa nha mọi người ơi. 65kg nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 25 nha. Quá rẻ luôn nha mọi người ơi. Quá rẻ luôn nha. Chỉ có 19k thôi nha cả nhà ơi. Mua 5 cái được tặng 1 cái nha. Mua 5 cái tặng 1 cái nha cả nhà ơi. Quá rẻ luôn nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 25 nha mọi người ơi. Chị Nguyễn Thị ơi, cái áo đây mặc vừa nè chị. Một cái áo vest màu trắng không đẹp luôn nha cả nhà ơi. Trời ơi, áo vest đẹp quá mọi người ơi. Một cái áo vest đây 55kg đồ lại mặc vừa nha cả nhà ơi. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 96. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 96 nha. Quá đẹp luôn nha mọi người ơi. Cái này chỉ có cốt thôi nha. Xỉ bên hông này nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt giùm em mã số 96 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt giùm em mã số 96 nha. Chào Phương Trần nha. Ai lấy thì chốt giùm em mã số 96. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt giùm em mã số 96 nha cả nhà ơi. Chỉ có 19k thôi, quá rẻ luôn nha. Trời ơi, một cái màu vàng ai không lấy thì tiếc lắm nha mọi người ơi. Một cái màu vàng bằng lưới như thế này nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn nha. Ai lấy mẫu này, nhanh tay giúp em nè. Chị Nguyễn Thủy ơi, còn ở đó không chị ơi? Trời ơi, kéo ra chị mặc được đẹp luôn nha Nguyễn Thủy ơi. Mẹ số 19 nha. Nguyễn Thủy ơi, còn đó không chị? Cho em xin một chấm đi. Áo này ai không lấy thì tiếc lắm nè mọi người ơi. 60kg đồ lại mặc vừa nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 19 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 19 nha, quá đẹp luôn nè. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 19 nha.
60 kg đồ là mặc vừa rồi. Chốt cho em mẹ 69 đi, Trần Ngọc Linh ơi, Trần Ngọc Linh mẹ 69, Trần Ngọc Linh ơi. Ai lấy thì chốt em mẹ 69 nha. Trần Ngọc Linh ơi, mẹ 69 rồi. Ok, Trần Ngọc Linh cho mình xin số điện thoại nha Trần Ngọc Linh ơi. Cho em xin số điện thoại nha Trần Ngọc Linh ơi. Một cái màu đen quá đẹp luôn này nha mọi người ơi. Một cái màu đen quá đẹp luôn nè. Ai không lấy thì tiếc lắm đây. Thủy Triệu ơi, 19 chốt cho chị chốt cho chị Trần Ngọc Linh rồi nha mọi người ơi. Mọi người chầm tay rồi, chốt cho Trần Ngọc Linh rồi nha. Trời ơi, màu đen quá đẹp luôn mọi người ơi. Ai không lấy thì tiếc quá. Mẹ số 8 nha. 60 kg đồ lại mặc vừa, mẹ số 8. Trời ơi, màu đen quá đẹp luôn mọi người ơi. Màu đen quá đẹp luôn nè. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 8 đi mọi người ơi. Mẹ số 8 nha, 60 kg đồ lại mặc vừa. Chị Thủy Triệu đi đâu rồi? Rồi ok, em thấy số điện thoại của chị rồi nha. Ai lấy mẫu này chốt cho em nhanh mẫu, nhanh nhanh giùm em đi mọi người ơi. Trời ơi, cái mẫu này đẹp quá mọi người ơi. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 8 đi cả nhà ơi. Chốt cho em mẹ số 8 đi. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 8 đi cả nhà ơi. Chốt cho nhóc lùng nha. Coi ai chốt. Rồi ok, nhóc lùng nha. Ok nha, nhóc lùng. Trời ơi, một cái một kem đây nữa mọi người ơi. Một cái áo màu kem này nữa, quá đẹp luôn. Thủy Triệu ơi, chị xa chầm mắt rồi. Trời ơi, cái áo vest đẹp quá mọi người ơi. Một cái áo màu kem quá đẹp luôn nè. Sao bé 19 ngàn tiếc quá vậy ta. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Mẹ số 33, 60 kg độ lại mặc vừa. Mẹ số 63 em. Mẹ số 33 nha mọi người ơi. Màu kem nha. Màu kem. Màu kem nha mọi người ơi. Mẹ số 33 nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 58 kg đồ lại mặc vừa nha. 58 kg đồ lại mặc vừa. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 33 nha cả nhà ơi. Mẹ số 33 nha. Cái áo này đúc lúc mai em cũng không nút lại nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 33 đi mọi người ơi. Quá đẹp luôn nè. Trời ơi, cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Trời 19 cái này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái này mọi người ơi. Cái này mặc đi váy rồi rất là đẹp luôn nè. Trời ơi, rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 33. Ok Lê Thương. Chốt cho Lê Thương trước nha Lê Thương. Cho em số điện thoại nha mọi người ơi. Lê Thương. Lê Thương chưa có đơn hả? Lê Thương ơi, chốt giùm em nha. Một cái áo phông dài nha mọi người ơi. Một cái áo màu hồng phông dài nha. 60 kg đổ lại mặc vừa. Mẹ số 27 nha. 60 kg đổ lại mặc vừa. Mẹ số 27, 60 kg đổ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em. 19k hết nha Nguyễn Hồng ơi. 19k. Tất cả 19k, ai mua trên 5 áo thì tặng thêm một áo nữa nha mọi người ơi. Trời quá rẻ luôn. Em xay sập sàn nha mọi người ơi. Mọi người nhanh tay hút cho em nha. Màn lát hả trời ơi. Màn em thấy bình thường mà. Màn của em bình thường mà. Mẹ số 27 chốt cho em. Mẹ số 27 không nha. 55kg đồ lại mặt vừa nha. 60kg bông chen được nha. Còn rất là rộng nha. 60kg bông chen được nha. Mình rút cái dây ở phía sau nè. 60kg trở lại mặt vừa nha. 60kg đồ lại mặt vừa. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 27. Ok 27 để cho Thanh Tân nha. Rồi ok Thanh Trần nha. Mọi người ơi, ai IP, ai có số điện thoại rồi IP cho em địa chỉ luôn nha. Cho em địa chỉ luôn nha cả nhà ơi. Cho em xin địa chỉ luôn nha. Em mới chốt đơn được nha mọi người ơi. Do bữa giờ em bị bom hàng nhiều quá. Cho em xin địa chỉ luôn nha. Một cái áo viết kiện như thế này nữa mọi người ơi. Trời ơi, sao cái này cũng đẹp hết. Cái này bằng kaki dày dặn nha. Cái viết này kaki dày dặn nha. Áo này 50 cái này 54 kg, 55 kg bon chen thôi. Em 55 kg em mặc như thế này là vừa này mọi người ơi. Cái này mặc đẹp là 54 kg đồ lại mặc vừa nha. 54 kg đồ lại mặc vừa. 55kg bông chen thôi. Em 55kg nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 28. Mẹ số 28 quay đi số gì cho. Ai lấy mẫu này thì chốt giùm em mẹ số 28 nha. Trời ơi quá đẹp luôn mọi người ơi. Vét gì mà đẹp quá. Ai lấy mẫu này thì chốt giùm em mẹ số 28 nha mọi người ơi. 54kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg thôi chặt. 54kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 54kg đồ lại mặc vừa. Cái đây mẹ mấy người. À, mấy bạn mặc vừa đồ công sở mặc vô rất là đẹp nha mọi người ơi. Kaki dài dàng nha. Cái vít này kaki dài dàng nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 28.
thì chốt giùm em mã số 28 nha cả nhà ơi, mã số 28 nha. Chị Thanh Trần cho em xin địa chỉ nha chị ơi. Ai chưa có địa chỉ xin hỏi đâu. Lê Thương cho em xin địa chỉ nha chị ơi, Trần Ngọc Linh luôn nha ai chị ơi. Ai chưa cho em số địa chỉ thì cho em địa chỉ nha. Ai chưa có địa chỉ cho em địa chỉ nha. Cho em địa chỉ nha cả nhà ơi. Ai lấy mẫu này thì chốt cho em mã số 28 đi. Mã số 28 nha cả nhà ơi. Sao không ai lấy mẫu này vậy quá đít mà. Chờ một cái xi bóng đi mọi người ơi. Một cái xi bóng rất là mới luôn nha. Số 29 nha. Mã số 29. 55 kg đồ lại mặt vườn mã số 29. Mã số 29 nha chị nha ơi, 55 kg đồ lại mặt vườn nha. Một cái màu xám bóng như thế này nha mọi người ơi. 29 nha. Ai lấy màu này chốt cho mình mã số 24, mã số 24 chị nha ơi. Ai lấy thì chốt cho mình mã số 24 nha. Chốt cho em mã số 24, 55kg đồ lại mặt vừa nha. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Rồi ok Thanh Trần, em thấy địa chỉ của chị rồi. Chị Lê Thương em xin địa chỉ nha. Ai lấy màu này chốt cho em mã số 24 nha mọi người. 29 nha cả nhà ơi, 29 nha. Rồi cái này thiệt tìm mà mọi người không lấy tiếc vậy. Chẳng cái này 29 nha mọi người ơi. 55kg, 56kg bông chen được nha. Ok chị Trần Ngọc Linh nha. Chị Trang Ngọc Linh có địa chỉ chưa? Chưa. Chị ơi cho em địa chỉ nha. Rồi em Huỳnh Yến Nhi ơi, em chốt cho Trang Ngọc Linh rồi nha. Em chốt cho Trang Ngọc Linh 29 rồi nè. Đây nè, em chốt cho Trang Ngọc Linh rồi nha. Em cho em địa chỉ nha chị ơi. Trang Ngọc Linh ơi, cho em địa chỉ nha. Một cái áo vest đi như thế này nha mọi người ơi. Một cái áo vest đi như thế này nha. Trần Ngọc Linh ở 80 Thống Nhất Pleco Gia Lai nha Trần Ngọc Linh ơi, 80 Thống Nhất Pleco Gia Lai nha. Ai lấy mẫu này chốt cho mẹ mẹ số 4 nha cả nhà ơi. Ai lấy mẫu này chốt cho mẹ mẹ số 4 nha. 60kg đồ lại mặt vừa, 60kg đồ lại mặt vừa nha cả nhà ơi. Một cái áo rin vest rất là đẹp luôn, 60kg dạ đồ rồi chị Thanh Trần ơi, em thấy rồi nha. Rồi em thấy địa chỉ rồi nha, chào Bình Mai nha. Chào Bình Mai nha. Ai lấy cái này chốt cho mẹ mẹ số 2, mẹ số 4 nha cả nhà ơi. Ai lấy mẫu này chốt cho mẹ mẹ số 4 nha. 60kg đồ lại mặt vừa nha. Cái này có kết hộp như thế này nha cả nhà ơi. Nó kết hộp như thế này nha. Ai lấy mẫu này chốt cho mẹ mẹ số 2 nha cả nhà ơi. Chốt cho mẹ mẹ số 2 nha. Em mẹ số 4 luôn nha. Rồi chốt cho Huỳnh Yến Nhi nha. Rồi chị Huỳnh Yến Nhi mẹ số 4. Chị ơi, chân này chị ra lấy 2.000 em nha chị Yến Nhi ơi. Rồi Trần Ngọc Linh tới lấy nha, chị tới lấy giúp em nha chị ơi. Ở bưu điện nữa nha chị ơi. Rồi Trần Ngọc Linh ơi, ở 80 Thống Nhất nha chị Trần Ngọc Linh ơi. Chị Lê Thương ơi, cho em địa chỉ đi chị ơi. Trời ơi, một cái vest đen khỉ nè. Trên 5 cái thì em sẽ tặng cho một cái nha mọi người ơi. Ai mua trên 5 cái em sẽ tặng cho một cái luôn nha. Cái áo này là áo tặng nha. Ai mua trên 5 cái em sẽ tặng nha. Ai mua trên 5 cái em sẽ tặng một cái áo đen này nha chị mọi người ơi. Áo này áo tặng nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Hàng tặng nha mà rất đẹp luôn nha. Rất là mới luôn nha mọi người ơi. Chứ không phải hàng cũ nha. Rất là mới luôn nha. Em lên một cái vest đen rồi nha cả nhà ơi. Em lên một cái vest đen. Có cái nào tay lỡ 60kg không? Hồi nãy giờ em like 60kg quá trời vậy chị ơi. Hồi nãy giờ em like 60kg quá trời luôn á. Chị ơi, cái caro đây được không? Cái chấm bi đây được không chị? 60kg mặc ok luôn nè. Hình điểm đi chăng. Trời ơi, chị chưa mua 10 cái mới tặng gì chị ơi. Mua trên 10 cái mới tặng giá đó nha. Mua trên 5 cái mới tặng nha. Lấy mẫu này thì chốt cho em mẹ số 25 nha. 60kg nha chị ơi. 60kg nè chị Thanh Trần ơi. 60kg nè. 60kg áo này quá đẹp luôn nè. 60kg được không chị ơi. Lấy cái này thì chốt cho em mẹ số 25 đi. Lấy cái này chốt cho em mẹ số 25. Cái này quá đẹp nha chị ơi. Dạ đó chị vô trong cái nhà.
Mẹ số 25 nha chị ơi, 60kg tay lỡ nè chị ơi, 60kg tay lỡ nè. Một cái em hết màu trắng rất đẹp nha mọi người ơi, xỉ như thế này nha. Tay bằng vải vôn nha. Tay bằng vải vôn. Mình đi nhây đang coi lấy rồi, ok chị lấy đủ đi em tặng nha. 60kg mặc vừa nè chị ơi, 60kg nha. 60kg cái này mặc vừa nha, lấy thì chốt cho em mẹ số 94. Lấy thì chốt giùm em mẹ số 94 nha. 60kg mặc vừa nha chị ơi. Lấy thì chốt giùm em mẹ số 94. Mẹ số 94 nha. Nguyễn Hồng 25 nè. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 94, mẹ số 94 nha. 60kg mặc vừa nha. Cái này 60kg mặc vừa nha, rất là đẹp nha cả nhà ơi. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 94. Nguyễn Hồng 25 cái này ai lấy cái này thì chốt cho em mẹ số 94 nha mọi người ơi. Mẹ số 94 nha cả nhà ơi. Ai chốt Trần Ngọc lên mẹ số 94 rồi, ok Trần Ngọc lên mẹ số 94. Chị Nguyễn Hồng cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Nguyễn Hồng ơi, ai không lấy cái này thì tiếc lắm nè mọi người ơi, ai không lấy cái này thì tiếc lắm nè. Một cái màu xanh nha, ai không lấy cái đây thì tiếc nè. 55kg đồ lại mặc vừa màu xanh nha, màu xanh ngọc nha, rất là đẹp luôn nha. Ai lấy thì chốt nhanh giùm em mẹ số 97. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 97 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa, ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 97 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 97. 55kg đồ lại mặc vừa nha, 97 nha mọi người ơi. Màu xanh rất là đẹp luôn nha, còn rất là mới luôn. Thanh Trần, Thanh Trần ơi, 94 hả? Chốt rồi. 94 em chốt cho Trần Ngọc Linh rồi. Ai lấy mẫu này chốt giùm em mẹ số 97 nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 97 nha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Màu xanh ngọc, ai không lấy cái này tiếc quá mọi người ơi. Ai không lấy cái này tiếc quá, còn rất là mới luôn. 55kg đồ lại mặc vừa nha cả nhà ơi. 55kg đồ lại mặc vừa nha, ở phía sau như thế này nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 97 nha. Màu xanh ngọc nha mọi người ơi, mặc rất là sáng da luôn nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 97 nha. Ai lấy chốt cho em mẹ số 97. Trời ơi mọi người ơi, cái áo xanh rất là đẹp nha mọi người ơi. Do chưa ủ nha, màu xanh rất là đẹp luôn, rất là mới luôn nha cả nhà ơi. Ai không lấy cái này thì tiếc quá. Không, cho em xin địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Chị Lê Thương cho em xin địa chỉ nha. Ai chưa có địa chỉ, mọi người ơi cho em xin địa chỉ nha. Chị gì đó? Chị Thương ơi cho em địa chỉ nha chị ơi. Không em xả đơn nha chị ơi, cho em địa chỉ nha. Một cái áo màu nâu, màu cà phê sữa, 60kg nè mọi người ơi. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số Lê Phương Hồng Bèo. Lê Phương Hồng Bèo vậy? Ai không lấy cái đây thì tiếc lắm nha cả nhà ơi. Một cái lưới rất là đẹp luôn, một cái lưới vô rất là đẹp luôn nha. Chào Hồng Nguyễn nha. Trời ơi, cái áo đẹp quá mọi người ơi. Rồi Hồng Nguyễn chốt 30. Hồng Nguyễn 30 cái này đó chị ơi. Ai lấy cái này chốt cho em mẹ số 97 nha. Ai lấy cái này chốt cho em mẹ số 97 cho Hồng Nguyễn. Cái cô xanh 97 là cái 97 nữa. 97 à. Ủa? Ai lấy cái này chốt cho em mẹ số 9 nha mọi người. 30 cái này mà chốt quá trời vậy. Ai lấy cái này chốt giùm em mẹ số 9 nha. Ai lấy cái này chốt giùm em mẹ số 9 thôi. Thanh Trần ơi, mẹ số 30 hả? Mẹ số 30 hả cái này đó ta? Mẹ số 30 cái này đó chị ơi. Chị Thanh Trần ơi, mẹ số 30 như có người chốt rồi hả? Mẹ số 30 như có người chốt rồi sao chị ơi? Rồi 97 chốt cho hình Yến Nhi nha. Mẹ
hôm nay thì chốt cho em nè số 9. Số 9. Rồi, Hình Yến Nhi ơi, chốt cho Hình Yến Nhi. Trần Ngọc Linh ơi, số 9 chốt rồi nha. Trần Ngọc Linh ơi, số 9 chốt rồi. Cái màu hồng đây hả chị ơi? Chị Lan Hương ơi, cái áo sơ mi màu hồng đây hả chị? Phạm Ngọc Linh ơi, em chốt rồi nha. Phạm Ngọc Linh ơi, cái màu hồng đây hả chị? Ok, giúp em đi chị. Chị Nguyễn Hồng cho em số điện thoại nha. Chị Nguyễn Hồng ơi, cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Chị Nguyễn Hồng ơi, cho em xin số điện thoại nha. Áo này 55kg đồ lại mặc vừa nha. 57kg nha, 57kg đồ lại mặc vừa nha. Bỏ áo vô quần nha mọi người ơi, bỏ áo vô quần nha. Lấy cái đây hả chị ơi? Áo sơ mi hồng đây đúng không chị Lan Đường ơi? Một cái áo vest màu trắng như thế này nha cả nhà ơi, 60kg đồ lại mặc vừa nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mã số 95. Ai lấy thì chốt cho em mã số 95 nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha cả nhà ơi. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Không phải cái áo sơ mi lúc nãy kia. Trang lấy cái áo sơ mi đi. Ai lấy cái này chốt cho em mã số 95. Mã số 95. 60kg đồ lại mặc vừa, 65kg con chen nha, cái áo nó còn rất là rộng. 65kg đồ lại mặc vừa nha. Cái này màu sô-cô-la chị ơi, màu cà phê sữa. Cái này màu cà phê sữa chị ơi. Màu cà phê sữa phải không Hồng? À lấy cái này chốt cho em mẹ số 95 nha. Rồi chốt cho Hồng Nguyễn. Chị Hồng. Rồi Hồng Nguyễn ơi, 95. Hồng Nguyễn khác. Hồng Nguyễn khác Nguyễn Hồng nha. Hồng Nguyễn ơi, hồi nãy ai chưa có số điện thoại đọc được. Chị Nguyễn Hồng nè, chốt 25 mà chưa có số điện thoại. Chị ơi, cho em xin này chị đi Hồng Nguyễn. Rồi, ok Hồng Nguyễn, cảm ơn nha. Áo sơ mi đây hả chị ơi, áo sơ mi đây hả? Áo sơ mi đây 60kg đồ lại mặc vừa nha chị ơi. Áo sơ mi đây 60kg đồ lại mặc vừa nha. Chốt cho em mã số 30 nha. Hồi nãy ai chốt về mã số 30 nè. Ai lấy mẫu ra thì chốt cho em mã số 30 đi mọi người. Lấy thì chốt cho em mã số 30 Lan Đường. Dạ đúng rồi. Rồi chị lấy cái này đúng không ơi chị ơi? Chị lấy cái này đúng không? Lấy thì chốt cho em mã số 30. Rồi ô không, em chốt cho Lan Đường rồi chị ơi. Nãy giờ Lan Đường hỏi rồi nha. Lan Đường ơi, lấy cái này thì chốt cho chị nha. Chị Hồng Nguyễn cho em địa chỉ nha. Lan Đường ơi, lấy thì ok. Hết rồi. Hồng Nguyễn em lấy cái áo đó nha. Rồi ok. Chị Hồng Nguyễn ơi, thông cảm nha, hồi nãy cho Lan Đường hỏi trước rồi nha chị ơi. Lan Đường hỏi trước rồi nha, em chốt cho Lan Đường nha. Chị Hồng Nguyễn ơi, chị lấy cái khác nha, cho em chốt rồi nha. Rồi Lan Đường ok. Lan Đường số điện thoại chưa? Ok Lan Đường nha. Nãy cho Lan Đường hỏi trước rồi nha mọi người ơi. Thông cảm giúp em nha. Một cái áo vít màu hồng nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha cả nhà ơi, 60kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mã số 50. Ai lấy thì chốt cho em mã số 50 nha. Ai lấy cái này thì chốt cho em mã số 50. Nó có cột cái nơi như thế này rất là dễ thương nha cả nhà ơi. Ai lấy cái này chốt cho em mã số 50. Mã
số 50 nha. Thanh Trần ơi, có người chốt rồi nha Thanh Trần ơi. Chị chốt cho lên đường rồi nha. Cho lên đường hồi nãy với họ trước. Ai lấy mỏng ra thì chốt cho em mẹ số 50, 60kg đồ lại mặt vườn nha cả nhà ơi. 60kg đồ lại mặt vườn nha. Chị lên đường cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Lên đường cho em địa chỉ nha chị ơi. Ai lấy cái này chốt cho em mẹ số 50 nha. Chốt cho em mẹ số 50 nha cả nhà ơi. 60kg đồ lại mặt vườn nha, 60kg nha. Hồng Nguyễn ok. Chị Hồng Nguyễn cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Lên đường Hồng Nguyễn chưa có địa chỉ nha. Cho em địa chỉ nha. Chị Lê Thương. Lê Thương nữa nha mọi người ơi. Lê Thương nữa nha. Cho em xin địa chỉ nha Lê Thương ơi. Mọi người ơi, một cái áo trắng nè. Cái áo này mà nó không mới 100% thì em sẽ đền cho mọi người gấp đôi. Em sẽ đền cho mọi người một cái áo khác nữa nha. Rồi. Cái này màu tối 60kg nè chị ơi. Chị Lan Đường ơi. Lan Đường ơi, màu đây được không? Màu chấm bi 60kg nè. Lấy thì chốt giùm em, lấy giùm em đi. Cái này 60kg mặc rất là đẹp luôn này nha. Thâu 60kg luôn á, mặc rất là thoải mái. Cái màu này cũng đẹp nè chị ơi, màu chấm bi nha. 60kg thôi, 60kg mặc cũng vừa nha chị ơi. Thâu 60kg mặc cũng vừa nha. Chị lấy thì chốt cho em nha. Cái màu chấm bi đi mặc rất là đẹp nha. Cái màu chấm bi đi mặc rất là đẹp nha cả nhà ơi. Lấy thì chốt giùm em nha. Rồi ok chị nha, chị ở Polico hả? Rồi ok. Lấy thì chốt giùm em nha Lan Đường ơi, lấy thì chốt giùm em cái mẹ số đó nha. Màu này rất là đẹp nè chị ơi. Lấy thì chốt giùm em nha chị. Một cái áo khoác màu trắng nha, cái áo khoác vôn nha mọi người ơi, mới 100% luôn nè mọi người ơi. Mẹ nó chặt quá. Áo này 45kg đồ lại mặt vừa nha. Áo này 45kg đồ lại mặt vừa. Chốt cho mẹ số 9. Chốt cho mẹ số 9 nha. Chặt quá. 45kg đồ lại mặt vừa nha. Hồng Nguyễn ok em lấy rồi Lan Đường ok. Lê Thương ơi còn ở đó không Lê Thương ơi? Chị Lê Thương ơi chị còn ở đó không? Chị cho em địa chỉ đi chị Lê Thương ơi. Chị Lê Thương còn ở đó cho em địa chỉ đi. Một cái áo vest kem đẹp quá mọi người ơi, 60kg độ lại mặt vườn nha. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị còn đó không? Thủy chị, hàng của chị để chị tới lấy nhé, rồi lựa thêm rồi. Ok, hình Yến Nhi 19, Hồng Nguyễn số nhà 27. Phải không mình mẹ số cho em mới biết được nha. Em chốt cho Hồng Nguyễn rồi nha. Em còn một cái màu kem nữa nè, cũng với xì màu đó luôn, chốt giùm em. Ai nhanh tay chốt giùm em mẹ số 4 nha. Còn mệt luôn nha, y xì cái hồi nãy luôn. Mẹ số 4 chốt giùm em mẹ số 4 lại nè. Hồng Nguyễn ơi, A Lan Đường ơi, mẹ số 4 nè. Y xì cái hồi nãy luôn nha, chốt giùm em mẹ số 4 nè. Em còn giống cái hồi nãy nè. Giống cái hồi nãy con mệt luôn nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 4. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 4. Mẹ số 4. Ai lấy thì chốt lại mẹ số 4. Em còn một cái kem nữa nè. Mẹ số 4 nè. Y như cái hồi nãy luôn nha. Ai lấy thì chốt em mẹ số 4 nha. Chốt tay chín rồi Hình Yến Nhi. Hình Yến Nhi ơi, em chốt cho chị Hình Yến Nhi nha. Hàng Nguyễn ơi chậm rồi. Trần Ngọc Linh chậm rồi. Hình Yến Nhi ơi, cái số 9 em không thấy cái số 9 đâu hết, chốt rồi, cái số 9 chốt rồi nha.
vàng như thế này nha mọi người ơi. Có cái chút chút like rồi mà. Cái like thì em sẽ biết cho. Em đi thấy ít từ chỗ này. Mấy cái áo ngày qua, cái áo mà hoa sao đó. Áo viên dài á, có cái mũ hoa sao. Dạ biết không? Rồi tiếp theo nha mọi người ơi, một cái màu vàng nha mọi người ơi. Mốt
gửi cho chị luôn hả? Mốt em gửi cái đơn kia cho chị luôn hả chị? À, lấy cho em mẹ 56 nha mọi người ơi, lấy cho em mẹ 56 nha, 55kg đổi lại được. Chị đợi em xíu nha. Trời ơi, cái này đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Đây nha, à, lấy cho em mẹ 56 nha mọi người ơi. À, lấy cho em mẹ 56 nha. Mẹ chị khoác vậy nó rộng rãi, nó thoải mái. Chị mặc váy mà chị đi lên chị khoác ok luôn á. Chị sẽ bỏ ra được. Do một kiện của nó ít có hơn ngăn lắm. Cho ừ. Em địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Hồ Bình Linh ơi, cho em địa chỉ nha. Chị Lê Thương ơi, chị còn ở đó không? Chị ơi, cho em địa chỉ không? Em xả éo nha. Chị Lê Thương ơi, cho em địa chỉ đi. Mẹ nước ngọt hồi nãy. Rồi, ok chị em thấy rồi. Do em sợ bom hàng lắm mọi người ơi. Cho em xin địa chỉ nha. Đấy nha mọi người ơi, trời ơi, cái ghi lê màu đen này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái tay của nó, hai bên tay của nó có phối một lớp lưới hoa như thế này nha, bèo bèo như thế này nha mọi người ơi. Cái này 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Trời ơi, bây giờ chị bao nhiêu ký bằng cũng vừa hết mọi người ơi. Nhưng mà nó dài nút lại thì 55kg đổi lại bằng vừa nha. Hay nha, trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi. A à, lấy chúc em mẹ 97 nha mọi người. A à, lấy chúc em mẹ 97 nha mọi người ơi. A à, lấy chúc em mẹ 97 nha. 55kg đổi lại bằng vừa mẹ 97 nha mọi người. Giờ có 19k thôi nha mọi người ơi. Ai mua trên 5 cái thì em sẽ tặng một áo nha mọi người ơi. Ai mua trên 5 cái áo thì em sẽ tặng thêm một áo nha. Chàng Ngọc Linh ơi, tới lấy giùm em nha chị ơi. Chị đặt áo tới lấy giùm em nha. Bữa nay em sợ bom hàng lắm mọi người ơi. Rồi một cái khóc đen nha mọi người ơi. Trời ơi, cái này khóc đen nha. Chàng Ngọc Linh 97. Cái đây nha mọi người ơi, cái này. Rồi ok, 97 của Trang Ngọc Linh nha. Nha mọi người ơi, cái này 55kg đổi lại bằng 10 nha mọi người ơi. Trời còn rất là rộng luôn nha mọi người ơi. Cái này mẹ 35 nha. A à, lấy chú em mẹ 35 nha mọi người ơi. Mẹ 35 nha. Trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi. Chị Nguyễn Thị ơi, chị còn ở đó không Hương Lê? Rồi Hương Lê ok luôn nha. Hương Lê đâu? Rồi rồi rồi, em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn. Rồi 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 rồi. Đấy, có số điện thoại giống không? Hương Lê hả? Hương Lê hả? Hương Lê cái này đâu? Thôi không có. Cái đó không có đâu. Chị Hương Lê chốt 97 nhưng mà sau rồi. À. Đây nha mọi người ơi, cái đây nha. A à, chốt. A à, lấy chốt em mẹ 35 nha mọi người ơi. Mẹ 35 rồi, chốt cho Huỳnh Nguyễn Nhi mẹ 35 luôn nha. Trần Ngọc Linh. Chị chọn cái khác đi nha chị ơi. Chị Hương Lê ơi, chị chậm mất một tay rồi. Chị chậm mất một tay rồi nha chị ơi. Hương Lê ơi, chị chọn cái khác nha chị ơi, để em đi chút chị chọn cái khác. Ơi. Cái này đẹp nè, trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi. Cái này 60kg đổi lại bằng 10 nha mọi người. Trời ơi. Luôn bà đây nha, số 35. Rồi đưa chị Hình Yến nha. Hình Yến Nhi chốt rồi nha chị ơi, Hình Yến Nhi chốt rồi nha. Anh nha mọi người ơi, cái này 60kg đổi lại bằng 10 nha mọi người anh. Ơi. Ai lấy chú em mẹ 32 nha. Ai lấy chú em mẹ 32 nha mọi người. Chàng Ngọc Linh ơi, em mới có 4 cái thôi, em chọn nó một cái rồi chị tặng một cái nha. Đây nha mọi người, trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi, 60kg đổi lại bằng mưa nha mọi người ơi. Em mới 4 cái thôi nha em ơi. A à, lấy chúc em mẹ 32 nha, A à, lấy chúc em mẹ 32 nha mọi người ơi. Mẹ 32 nha, trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi. Em chốt cho chị Hồ Bình Linh rồi nha. Rồi một cái bạc nha mọi người. Cái này 55kg đổi lại bằng 10 nha mọi người. Trời ơi, 32 em chốt rồi nha mọi người ơi. Em chốt cho Hồ Bình Linh rồi nha. Mọi người chậm hết thôi nha mọi người ơi. Mọi người chậm tay hết rồi. 55kg đổi lại bằng 10 nha mọi người. 55kg đổi lại bằng 10 nha. Ai lấy chốt em. Ai lấy chốt em mẹ 95 nha mọi người. Ai lấy chốt em mẹ 95 nha. 55kg đổi lại bằng 10 mẹ 95 nha mọi người. 55kg đổi lại bằng 10 mẹ 95 nha. Chị kéo lên kìa. A à, lấy chú em mẹ 95 nha. 55kg đổi lại bằng 10 nha mọi người. Cái này rất là đẹp luôn nha.
Hình Nguyễn Nhi hả? Rồi một cái màu trắng nữa nha mọi người ơi. Màu trắng đồ ba luôn nha mọi người ơi. Của Hình Nguyễn Nhi 7 cái rồi nha. Rồi 95 chốt cho Bố Lê, Bố Lo và 95 chốt cho Bố Lo rồi nha. Cho em xin điện thoại nha. Mọi người, trời ơi, cái trắng này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Trời ơi, cái trắng này đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Chị Hương Lê ơi, chị chồng với chị ơi. Cái này là 55kg đổi lại mọi người nha mọi người. Em chốt cho chị Bó Lo rồi nha. Bó Lo ơi, 81 nha. Cho em điện thoại đi Bó Lo ơi, cho em xin số điện thoại đi. Alo, chú em 81 nha mọi người, 81 nha. Trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi. 81 nha, trời ơi, 19k thôi mọi người ơi. Alo, chú em 81 nha. 55kg đổi lại bằng vừa mẹ 81 nha mọi người. Bó Lo ơi, cho em xin điện thoại, số điện thoại đây. Chà Sa Ca Tị Nguyên nha. Rồi ok, em thấy rồi nha. Kèm địa chỉ cho em luôn nha. 81. Rồi ok, em chốt cho Hờ Bà Luôn nha. Chị ơi, chị chọn mấy cái cũng được nha. Chị Yến Nhi ơi, giờ chị không chọn cũng được nha. Em sẽ tặng cho chị một cái nha, chị Yến Nhi ơi. Trời ơi, một cái caro siêu phẩm luôn mọi người ơi. Một cái caro nha, cái này cái này 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 55kg đổi lại bằng vừa nha. Trời ơi, caro rất là xinh, rất là cute luôn mọi người ơi. Trời ơi, dễ thương, cái này dễ thương quá. Bố Lo ơi, cho em cho địa chỉ nữa nha. Bố Lo ơi, cho em địa chỉ nữa nha. 55-57kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Hình Yến Nhi ơi, em sẽ tặng cho chị. Cho em địa chỉ nha Bố Lo ơi. Uống đau bụng chết nha Thọ nha. Rồi nha mọi người. Rồi Bố Lo ok 28. Rồi một cái màu vàng, trời ơi cái này đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Cái này quá đẹp luôn, trời ơi xinh quá. Cái này đẹp quá mọi người ơi. Cái này 55kg đổ lại bằng người nha mọi người. Chắc này chắc nó chào Linh Ngô Quốc nha. Chia sẻ bài giúp em nha cả nhà ơi. Chào Linh Ngô Quốc nha. Trời, cái này đẹp quá chị hả. Cái này mà ai không lấy thì mọi người, cái đây bằng thun co giãn nha. Cái đây bằng thun co giãn nha, 60kg mắc vừa nè. Rồi ai lấy chốt em mẹ 71 nha. 60kg đổi lại bằng vừa mẹ 71 nha mọi người. Trời ơi, biết mấy thì cũng nha. Trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi. Ai lấy chốt em mẹ 71 nha mọi người. Trời ơi, đẹp quá. Mẹ 71 nha mọi người ơi. Mẹ 71 nha, 57kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Ai lấy chốt em mẹ 71 nha. Rồi 71 em chốt cho Hồ Bà Linh ơi, em chốt cho Hồ Bà Linh rồi nha chị Hình Yến Nhi ơi. Rồi một cái siêu phẩm nữa nha mọi người ơi. Trời ơi, càng ngày càng siêu phẩm luôn mọi người ơi. Cái này 55 vừa. 55kg đổ lại bằng người nha mọi người. Màu sô cô la nha mọi người ơi, màu riệt nhưng mà do nó cái bị chặt thôi, bị chặt cái tay. Chị Hương Lê không, chị còn ở đó không chị ơi, chị chọn đi. Lan Đường ơi, thôi bị Linh chọn rồi nha. Ai lấy chúc em mẹ 97 nha. Trời ơi, cái này đẹp lắm mọi người ơi, mẹ 97 nha. Mẹ 97 nha mọi người ơi, mẹ 97 nha. Ai lấy chúc em mẹ 97 nha, 55kg đổ lại bằng người nha mọi người. 55kg đổ lại bằng người, mẹ 97 nha. Ai lấy chúc em mẹ 97 nha. Rồi ok, Hê Bì Linh nha. Hê Bì Linh chốt cho Hê Bì Linh rồi nha. 97. Rồi một cái màu vàng, trời ơi cái này cũng siêu phẩm luôn mọi người. Cái này cũng siêu phẩm hết mọi người. Mọi người ơi, chậm mắt rồi nha. Đây nha, cái tay của nó có co dạng chỗ đây nha. 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 55kg
tí nữa là bằng vừa nha. Ai lấy chốt cho em, ai lấy chốt em mẹ 80 nha mọi người. Ai lấy chốt em mẹ 80 nha. 55 ký nữa là bằng vừa mẹ 80 nha. Trời ơi cái này đẹp lắm mọi người ơi. Màu vàng rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. 55 ký nữa là bằng vừa nha. Ai lấy chốt em mẹ 80 nha. Ai lấy chốt em mẹ 80 nha mọi người.
bờ lên mẹ số 10 là số 10 không? Rồi, một cái đây nha mọi người. Trời ơi, cái này nha mọi người ơi. Cái này 55kg đổi lại bạn vừa nha mọi người. 55kg đổi lại bạn vừa nha. A lấy chốt em mẹ 98 nha mọi người. A lấy chốt em mẹ 98 nha. A lấy chốt em mẹ 98 nha. 55kg đổi lại bạn vừa mẹ 98 nha mọi người ơi. Mẹ 98 nha. A lấy chốt em mẹ 98 nha mọi người ơi. Bố Lê ơi, em chốt cho bố Lê 98 nha. Bố Lê chốt trước nha mọi người ơi. A Lê chốt em mẹ 96 nha mọi người. 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. 60kg đổi lại bằng vừa nha. A Lê chốt em mẹ 96 nha mọi người ơi. Cho nên cái này rất là đẹp luôn. Ở dưới của nó có một lớp vang như thế này nha. Đằng sau của nó cũng là một lớp vang nha mọi người ơi. Đây nha, A Lê chốt em mẹ 96 nha mọi người ơi. Mẹ 96 nha. Lê Thương hồi nãy cho số là bằng đâu? Số là cái đo. Rồi bố lô cái. Em chốt cho bố lô trước rồi nha mọi người ơi. A Lê chốt em mẹ 96 nha mọi người ơi. Cái này mẹ 96 nha. Ủa? Thêm một cái này nữa nè. Sao cái này nhiều vậy? Cái kem nhiều lắm. Rồi một cái kem nữa nha. Hồi nãy chị nào chưa mua được thì con mình kem nha mọi người ơi. Cái kem giống với cái hồi nãy nè mọi người ơi. Chốt cái kem cho chị.
chị luôn nha. Nguyễn Nguyễn, ok, 98 Nguyễn Nguyễn nha. Rồi trời ơi, cái này siêu phẩm lắm mọi người ơi, nhắm tay nha mọi người ơi. Đây nha, 55kg được làm bằng keo nha mọi người. Ai lấy chốt em mẹ 90 nha. Nguyễn Nguyễn ở đâu vậy ta? Ai lấy chốt em mẹ 90 nha mọi người ơi, mẹ 90 nha. Ai lấy chốt em mẹ 90 nha, 55kg được làm bằng keo. Ai lấy chốt em mẹ 90 nha mọi người ơi. Nguyễn Nguyễn ơi, cho xin số điện thoại nha Nguyễn Nguyễn ơi. Nguyễn Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại nha. Em chốt cho Nguyễn Nguyễn nha. Cho em xin số điện thoại nha Nguyễn Nguyễn ơi. Chị Hình Yến nha, em chốt cho Nguyễn Nguyễn nha. Em chốt cho chờ Nguyễn Nguyễn trước nha. Bố lo 90, ok, bố lo 90. Rồi cái này nha mọi người ơi, mình có thể mình cùng cái heo lại nha mọi người ơi. Cái này thì 55kg đổi lại bằng người nha mọi người. Nó có cái dây nha mọi người. Mọi người thích thì mọi người cùng cái heo lại nha. Hồi nãy Nhi ơi, chị chạm mắt rồi. Còn rất là rộng luôn nha mọi người ơi. Ai lấy chốt em mẹ 53 nha. Nguyễn Nguyễn ơi, chà chậm rồi. Em thấy trên màn hình là 98 của Nguyễn Nguyễn mà. Có nha chị ơi, 19k nha Hoa Hồng ơi, 19k nha, 19k nha mọi người ơi. Mua 5 cái trở lên là được tặng 1 cái nha. Ai lấy chốt em mẹ 53 nha, 55kg rồi là bằng vừa mẹ. Em thấy màn hình Nguyễn Nguyễn trước mày rồi, ok Nguyễn Nguyễn nha. Rồi một cái màu trắng nữa nha mọi người ơi, cái này màu trắng luôn nha. Cái này là 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi, 55kg đổi lại bằng vừa nha. 55kg đổi lại bằng vừa nha, ai lấy chốt em mã 37 nha mọi người. Ai lấy chốt em mã 37 nha. Đèo hoa hồng nha. Em chèo hoa hồng nha. Cái cổ của nó có viền hai cái đường này rất là đẹp luôn nha. Rồi 53 chốt. 53 Nguyễn Nguyễn luôn rồi, ok. Nguyễn Nguyễn ơi, cho em xin địa chỉ nha Nguyễn Nguyễn ơi. Ai lấy chốt em mẹ 37 nha mọi người ơi. Ai lấy chốt em mẹ 37 nha. Cái này 55kg đổi lại bằng vừa luôn nha mọi người ơi. 55-57kg đổi lại bằng vừa nha. Chút rồi cho em địa chỉ nha Nguyễn Nguyễn ơi. Ai lấy chốt em mẹ 37 nha. Rồi 37 chốt cho chị Hồ Bình. Rồi 37 chốt cho Hồ Bình. Trời ơi, mình Yến Nhi ơi, chị chạm mắt một tay nữa rồi. Chị chạm một tay nữa rồi. Hồ Bình Linh chốt trước rồi chị ơi. Cái này 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 60kg đổi lại bằng vừa nha. Cái dáng của nó là dây kéo xéo nha mọi người. Rất là lạ, rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Nguyễn Nguyễn ơi, chậm một bước rồi nha Nguyễn Nguyễn ơi. Nguyễn Nguyễn chậm một bước rồi. Hồ Bình Linh chốt trước rồi. Dây kéo xéo nha, 60kg đổi lại bằng vừa nha. Hồ Bình Linh chốt trước rồi nha Nguyễn Nguyễn ơi. Hồ Bình Linh chốt trước rồi. Ai lấy chốt em mẹ 97 nha mọi người. Mẹ 97 rất là đẹp nha mọi người ơi. Mẹ 97 kìa Nguyễn Nguyễn ơi. Chốt cho Hồ Bình Linh rồi nha Nguyễn Nguyễn ơi. Ai lấy chốt em mẹ 97 nha. Trời ơi, mẹ 97 rất là đẹp luôn mọi người ơi. 60kg đổi lại bằng vừa. Ai lấy chốt em mẹ 97 nha. 60kg đổi lại bằng vừa nha. Xanh rau Hình Yến Nhi, bố le 97, ok. Chị Hình Yến Nhi ơi, chị nhập mẹ số cho giúp em nha. 97, rồi. Ok, bố le một nha. Một cái màu đen nha mọi người ơi, cái này rất là đẹp luôn nha. Chị ơi, chị ấy mẹ số cho em không biết cái này đâu nha, bố le ơi. Bố le chốt mẹ số giúp em nha mọi người. Nói màu em biết cái này nha mọi người ơi. Cái này 55kg đổi lại bằng vui nha mọi người ơi. Trời ơi, cái này rất là đẹp luôn nha. Ai lấy chốt em mã 27 nha mọi người. Ai lấy chốt em mã 27 nha. Ai lấy chốt em mã 27 nha. 55kg đổi lại bằng vừa. Bố lô chốt rồi nha chị Hình Yến Nhi ơi. Bố lô chốt rồi nha. Rồi tiếp theo một cái màu đen nha mọi người, vải cái
vô luôn. Hoa hồng 27. Chị Yến Nhi ơi, chị chậm một bước rồi, hoa hồng tròn rồi nha. Chị vô luôn. Lo. Vô lo gì vậy, em cũng không biết nữa. Chị bó lo chứ. Chị bó. Ủa mẹ con lấy cái họ rồi, sao lấy cái họ của con? Từ 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 để. Chị hoa hồng có đơn chưa ta? Cái này là 55kg đổi lại bạn vừa nha mọi người. Ai lấy chúc em mã 20 nha. Hoa hồng rồi, ok. Ai lấy chúc em mã 20 nha. 55kg đổi lại bạn vừa mã 20 nha. Hồ bà Linh hả? Rồi, ok chị nha. Chị ơi, cho em xin địa chỉ nữa nha. Chị ơi, cho em xin địa chỉ nữa nha. Rồi, một cái màu hồng cam nha mọi người ơi. Màu hồng mua trên 5 cái, họ và tên, chị họ và tên nha. Mua trên 5 cái sẽ tặng một cái nha mọi người ơi. 60kg đỡ lại bằng vừa nha mọi người ơi. Cái này 60kg đỡ lại bằng vừa nha. Dây kéo xéo nha mọi người ơi, cái này dây kéo xéo nha. Rồi ok, em chốt 60 cho chị Huỳnh Nhi nha. 55kg nữa
Nguyễn, Nguyễn ơi, do cái mạng của chị nó chậm á chị, cho chị phải chốt thật nhanh tay nha. Do cái mạng của chị nó chậm á. Chút nữa IP cho em địa chị nha hai Nguyễn ơi. À nha mọi người. Alo chúc em mẹ 74 nha mọi người ơi. Alo chúc em mẹ 74 nha, 55 kg rồi là bằng vừa mẹ 74 nha. Rồi một cái trắng bi màu xanh nha mọi người ơi. Trắng bi màu xanh nha, rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Cái này cũng 55 kg rồi là rồi, ok, 74 của Lý Nhi nha. Mẹ 70 nha mọi người ơi, mẹ 70 nha. Trời ơi, 19k mà rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mẹ 70 nha. Mẹ 70 nha mọi người ơi. Mẹ 70 nha, 55kg rồi lại bằng vừa mẹ 70 nha mọi người. À, lấy rồi, cho okay, mẹ 70 nha. Nguyễn Nguyễn ơi, chị lại chậm nữa rồi, chị Nguyễn Nguyễn ơi. Chị lại chậm nữa rồi. Đây nha mọi người ơi, một cái màu xanh đây nha mọi người, rất là đẹp luôn nha. Cái này khoác rồi nha mọi người, không có dài nha. Này 55kg đổi lại bằng cũng vừa luôn nha mọi người. 60kg bằng cũng vừa thôi. Cái này 60kg đổi lại bằng vừa luôn nha mọi người ơi. Cái màu kem nè chị ơi. Alo chúc em mã 20 nha. Chị Nguyễn Ngọc ơi, cái màu kem nè chị ơi. Em chốt cho chị Huỳnh Nguyễn Nhi rồi nha, cái màu kem nè chị ơi. 70 rồi. Ô 70 Huỳnh Nguyễn Nhi luôn hả? Chị chắc hơn 10 cái rồi chị Huỳnh Nguyễn Nhi ơi. Anh em mọi người. Alo chúc em mã 20 nha. Hồng Trang ơi, chị ở 80 thống nhất và là cô Riala nha. 60 cái nữa lại bằng 10 nha mọi người. Chào Hà Nguyễn nha. Chị ở 80 thống nhất Pleco nha. Chị Hồng Trang ơi. Em ở 80 thống nhất Pleco Gia Lai nha. 20 nha mọi người ơi, mã 20 nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giúp em nha mọi người ơi, mới có mua giá được 18k, 19k nha. Chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rồi một cái ghi lê nha mọi người ơi, cái này 60kg đổi lại bằng cũng vừa luôn nha mọi người ơi. 60kg đổi lại bằng vừa nha. À lấy chốt em mã 33 nha. À lấy chốt em mã 33 nha mọi người, 60kg đổi lại bằng vừa nha. Nha mọi người ơi, 60kg đổi lại bằng vừa nha. À lấy chốt em mã 33 nha. Rồi ok Hiền Đoàn nha, cho em xin số điện thoại nha. Mẹ 100. Anh em mọi người ơi, một cái màu đen nha, cái này 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. À lấy chút em mã 52 nha. Chào Hà Nguyễn nha. 55kg đổi lại bằng vừa, à lấy chút em mã 52 nha. Hồn Lý Nhi mẹ 33 nè rồi ta. Rồi ok. Rồi đúng rồi. Alo chúc em mã 52 nha mọi người, 55kg đổi lại bằng vừa. Alo chúc em mã 52 nha. Tam Tít ơi, có người chốt rồi bê bê rồi nha. Hiền Đoàn ơi, comment mẹ số điện thoại cho em nha. Chăm chăm chăm. Rồi một cái màu trắng nha mọi người ơi, trời ơi cái này rất là đẹp luôn nha. 55kg rồi là bằng 10 nha mọi người. 55kg rồi là bằng 10 nha. Lấy chút em mẹ 76 nha. Lấy chút em mẹ 76 nha mọi người. 55kg rồi là bằng 10 mẹ 76 nha.
thấy địa chỉ của Hiền Đoàn rồi nha. Ok Hiền Đoàn nha. Mẹ 76 nha mọi người ơi, 19k mẹ 76 nha. Trời ơi tất cả đều là 19k nha mọi người ơi. Bốn nha mọi người.
19k thôi mọi người ơi, 19k thôi nha. Ai lấy chốt em mã 14 nha, 55kg nữa là bằng 10 nha, mã 14 nha. Trời ơi mẹ 77 Huỳnh Yến Nhi. Rồi ok Huỳnh Yến Nhi. Thủy Tuấn 79. Thủy Tuấn. Rồi, đây nha mọi người ơi, cái này 60 kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 60 kg đổi lại bằng vừa nha. 60 kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Ai lấy chốt em mã 11 nha. Ai lấy chốt em mã 11 nha mọi người, mã 11 nha, 60 kg đổi lại bằng vừa mã 11 nha, rất là xinh luôn nha. Mã 11 nha mọi người ơi, mã 11 nha, 60 kg đổi lại. Thủy Tuấn ơi, cho em xin số điện thoại nha. Thủy Tuấn ơi, cho em xin số điện thoại nha, Thủy Tuấn ơi. Trời ơi, này 97 em chốt cho Thủy Tuấn rồi nha. 97 em chốt cho Thủy Tuấn rồi. Minh Châu Lê ok mẹ 11 bạn đúng không? Cái này 60 kg rồi lại bằng vừa nha mọi người, 60 kg rồi lại bằng vừa nha. À lấy chốt em mẹ 10 nha mọi người. Rồi ok Thủy Tuấn nha. Mẹ 10 nha, 60 kg rồi lại bằng vừa nha mọi người ơi. Tối mấy giờ hả? Em còn mấy mẫu nữa là hết, em like chân này hết nha. Trời ơi, em còn ít lắm nha. Ai lấy chút em mã 10 nha. Em còn có mấy mẫu nữa thôi nha. Tối nay em sẽ like đồ mới nha mọi người ơi. Tối nay em sẽ like đồ mới nha. Rồi một cái màu trắng nha mọi người ơi, màu trắng nha. Thủy Tuấn ơi, chưa có địa chỉ nha Thủy Tuấn ơi. Mã 22 nha mọi người ơi, mã em ở 80 thống nhất nha Năng Thủy ơi. Đồ si á chị Lê Thủy Thúy Văn ơi. Chị Lê Thủy Thùy Yên ơi. Đồ si nha chị ơi. Đây nha mọi người, mã 22 nha. Ai lấy chút em mã 22 nha, 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 55kg đổi lại bằng vừa mã 22, 19k thôi nha mọi người. Ai lấy chút em mã 22 nha. Rồi em chốt luôn nha chị ơi. Thủy Tuấn ok. Cho em địa chỉ nha Thủy Tuấn ơi. Mua trên 5 cái em sẽ tặng một cái nha mọi người ơi. Mua trên 5 cái em sẽ tặng một cái nha. Chút nữa em sẽ xẻo lên luôn nha cả nhà ơi. Mọi người theo dõi em xẻo lên luôn nha. Rồi đây nha, một cái màu đen nha. Cái này 60 kg. Phụ nữ đẹp. Nhi Yến ơi, phụ nữ đẹp à. Cái này 60kg đổ lại bằng vừa nha mọi người ơi. Cái này rất là đẹp luôn nha. 60kg đổ lại bằng vừa nha. Lấy chút em mã 96 nha. Ai lấy chút em mã 96 nha mọi người ơi. Ai lấy chút em mã 96 nha. 60kg đổi lại bằng vừa mã 96. BBB em chốt là chị Huỳnh Yến Nhi ơi. Đâu có BBB đâu. Mẹ số 10. Rồi ok
mẹ số 10. Em chốt cho Minh Châu Lê. Đấy nha mọi người ơi, cái này nha. Mua trên 5 cái sẽ tặng 1 cái nha. Mẹ 96 nha, 60 cái rồi lại bằng 10 nha mọi người. Mẹ 96 nha. Em chốt mẹ 22 cho Thủy Tấn trước rồi nha mọi người ơi. Mọi người nhanh tay lên nha. Hình như dây mẹ 38. Đâu có mẹ 38 đâu trời. Hiền Đoàn mẹ 96. Rồi ok Hiền Đoàn. Cho em điện thoại. Một cái trắng đây nha mọi người. Cổ của nó viên màu màu như thế này nha. Dây kém nha. 60kg đổ lại bằng 10 nha mọi người. 60kg đổ lại bằng 10 nha. Lấy chốt em mẹ 93 nha. Lấy chốt em mẹ 93 nha mọi người ơi. Hiền Đoàn ơi, kèm số điện thoại cho em nha Hiền Đoàn ơi. 60kg đổ lại bằng 10 nha. Rồi em like lên, lên xẻ luôn nha chị nha. Do em sai em like hết cái đây rồi em xẻ lên luôn nha. Em like hết luôn nha. Đây nha mọi người ơi, cái này nha. Ai lấy chốt em mẹ 93 nha mọi người ơi. Mẹ 93 nha. Mẹ 93 nha. Rồi em chốt cho Thủy Tấn mẹ 93 luôn nha. Cảm ơn chị đẹp luôn nha. Thủy Tấn trước nha. Mọi người chạm mặt tay rồi Thủy Tấn trước nha. Chị Ly Hiền Đoàn ơi, chị có đơn rồi mà chị cho em xin số điện thoại lại nha. Trời ơi cái này đẹp lắm mọi người, nhưng mà cái này form nó hơi nhỏ nha. 47kg độ lại bằng 10 nha mọi người. Cái này 47kg độ lại bằng 10 nha. Lấy chốt em mã 12 nha mọi người. Ren rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Ren rất là đẹp luôn nha. Lấy chốt em mã 12 nha. Dây kéo nha mọi người ơi. Dây kéo nha. 45-46kg độ lại bằng 10 nha mọi người ơi. Đây nha. Em 45-46kg em bằng 10 nha mọi người ơi. Lấy chốt em mã 10. Mã 16 Nguyễn Nguyễn. Rồi ok Nguyễn Nguyễn nha. Thủy Tấn hả? Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ơi, không phải số 16 mà số 12 nha. Thủy Tấn nha, em chốt cho Thủy Tấn mã 12 nha. Hiền Đoàn ơi, cho em xin số điện thoại nghe nha chị ơi. Em ở 80 thống nhất nha chị ơi. Cái này 60kg nữa là bằng 10 nha mọi người ơi. 60kg nữa là bằng 10 nha. Ai lấy chốt em mã 92 nha mọi người. 60kg nữa là bằng 10 mã 92 nha mọi người ơi. Mã 92 nha. Mã 92 nha mọi người ơi. Ai lấy chốt em mã 92 nha. 60kg nữa là bằng 10 nha. Em ở 80 thống nhất nha chị ơi. Rồi Hiền Đoàn ok. Rồi tiếp theo một cái màu xanh nha mọi người ơi. Cái này màu xanh chuối rất là xinh nha mọi người ơi. 52kg đổi lại bằng 10 nha mọi người ơi. 52kg đổi lại bằng 10 nha. Lấy chốt em mã 26 nha. Lấy chốt em mã 26 nha mọi người ơi. Mã 26 nha. Mè da bèo ok 92. Mè da bèo chọn rồi chị Hình Yến Nhi nha. Rồi tiếp theo cái này 60kg đổi lại bằng 10 nha mọi người. Cái đằng sau của nó như thế này nha. Nó có cái tay của nó đây nha.
đằng trước của nó là một lớp ren màu hồng rất là đẹp đấy nha mọi người ơi. 60kg đổi lại bằng người nha. Cho em xin số điện thoại nha mẹ nha đẹp ơi. Ai lấy chúng em mẹ 77 nha mọi người ơi. Ai lấy chúng em mẹ 77 nha. Trời ơi rất là đẹp nha mọi người ơi. Ai lấy chúng em mẹ 77 nha. 26 ok hợp liền. Mọi người mua trên 5 cái sẽ tặng 1 cái nha mọi người ơi, em sẽ tặng 1 cái nha. Đây nha mọi người, mẹ 77 nha, 60kg đổi lại bằng vừa mẹ 77 nha, rất là đẹp luôn mọi người ơi.
Thủy Tấn 80 rồi nha, ok. Giờ tôi không thấy Thủy Tấn nằm đâu luôn trời. Rồi cái này nha mọi người, cái này cho mọi người không chị? Cái này 55kg rồi là bạn vừa nha mọi người ơi. Trời, cái này màu vàng rất là đẹp luôn nha chị nào. Hồi nãy hỏi màu vàng nha chị ơi. 55kg rồi là bạn vừa nha mọi người ơi. Ai lấy chốt em mẹ 91 nha. Ai lấy chốt em mẹ 91 nha mọi người ơi. 55kg rồi là bạn vừa mẹ 91 nha. Nguyễn Thị em thẻ cái phụ Nguyễn Thị nha. Một cái em thẻ luôn. Cái của Nguyễn Thủy một cái. Anh nha mọi người ơi, 55kg rồi là bằng vừa mẹ 91 nha. Tay của nó viền xanh như thế này nha. Dạ 19k luôn nha. Hà Nguyễn ơi, chị chọn thêm đi nha, chị còn ở đó không? Không, em xẻ đơn á, có một cái em xẻ đơn nha. Rồi ok Thanh Nhàn em, để em mặc lại
19k một cái nha Quỳnh Như ơi, 19k một cái nha. Rồi tiếp theo nha mọi người ơi, cái này nha. Cái này 60k đổ lại bằng vừa nha mọi người, 60k đổ lại bằng vừa nha. Bước ra ngoài đàng hoàng. À lấy chốt em mẹ 92 nha mọi người, mẹ 92 nha. À lấy chốt em mẹ 92 nha mọi người, 60k đổ lại bằng vừa mẹ 92 nha. Rồi mẹ 2, mẹ 2 lấy nào? Mẹ 32 á chị ơi, mẹ 32. Đây mẹ 2 đây. Mẹ 2 của Minh Châu Lê. Mọi người ơi, mẹ 32 của Thanh Nhàn, ok. Alo chú ơi, mẹ 92 nha mọi người ơi, mẹ 92 nha, rất là đẹp nha, 90kg luôn. 60kg đổ lại bằng vừa nha mọi người ơi, 60kg đổ lại bằng vừa nha, mẹ 92 nha. Thanh Nhàn có đơn chưa ta? Thanh Nhàn chưa có đơn phải không chị ơi? Thôi nha bạn ơi, ai lấy màu nay chốt cho em mẹ số 69 nha.
Mẹ số 69 nha cả nhà ơi. Trời ơi. Ai lấy mẫu này chốt giùm em mẹ số 69. Lắp điện em thấy rẻ điện nó đẹp hơn. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 69 nha chị nghe ơi. 69 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Em coi có mấy mẫu nữa đâu mọi người ơi. Hôm nay nó kêu. Hôm nay nó kêu. Tay dài hả? Còn một cái tay dài như thế này nha. Quỳnh Như ơi. Còn một cái tay dài như thế này nha. Trâm ơi. Còn một cái tay dài như thế này nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 3. Tết tay. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 3 nha mọi người ơi. Chốt giùm em mẹ số 3 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 3 nha. Thủy Tướng phía sau. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 3 nha mọi người ơi. 60kg đồ lại mặc vừa nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Chốt cho em mẹ số B nha mọi người ơi, tay dài nè. Mẹ số B nha, tay dài nha. A à, lấy thì chốt cho em mẹ số B nha. Một cái tay lượng caro nha. Một cái tay lượng caro nha mọi người ơi, một cái tay lượng caro nha. A à, lấy thì chốt cho em mẹ số. A à, lấy chốt cho em mẹ số 5 nha mọi người ơi. Chốt thì mẹ số 5 nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Mẹ số B rồi, ok. Minh Châu Lê, mẹ số B này. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 4 nha. Mẹ số 5 nha cả nhà ơi, mẹ số 5 nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha, mẹ số 5 nha. 60kg đồ lại mặc vừa. Nhưng mà khuyến mãi cho em 3 cái gì vậy? Một cái áo đi lên màu xanh như thế này nữa nha mọi người ơi. Em còn có mấy mẫu nữa thôi nha. Mẹ số Minh Châu Lê ơi, mẹ số B chứ. Minh Châu Lê ơi, cái đó mẹ số B chứ. Ờ, mẹ ba nè. Mẹ đây mẹ số 5 nha. Cái đây mẹ số 5. Minh Châu Lê. Cái áo này 55kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy chốt cho em mẹ số 8. Ai lấy chốt cho em mẹ số 8 nha. Ai lấy chốt cho em mẹ số 8. Chốt giùm em mẹ số 30. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 30. Cái này dễ thương lắm không?
Mẹ số 30. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 30. Mẹ số 30 nha. Ủa cho cô biết mà chạy thôi. Mẹ số 30 nha cả nhà ơi. Mẹ số 55 Minh Trân lên. Đợi em xíu nha mọi người ơi. Mẹ số 30. Cô đang thử một cái màu biên. Rồi chốt cho Minh Lê mẹ số 55 nha. Chốt cho Minh Lê. Minh Châu Lê mẹ số 55. Chốt cho Minh Châu Lê nha. Con thở kìa. Trời ơi nó quýnh cái khóc luôn rồi kìa. Mẹ số 55 nha. Ai cho chị bán cái đó. Giúp mình số 3. Dạ rồi chị ơi. Số 3. Minh Châu Lê số 3 là à rồi đây. Rồi mẹ Gia Bảo mã số 9. Đâu ta? Và địa chỉ nha chị ơi. Chị Nguyên Nguyễn sau rồi nha chị ơi. Rồi một cái phát ngàn như thế này nha mọi người ơi. Sọc phát ngàn nha. 50-60kg đổ lại bằng vừa nha mọi người. 60kg đổ lại bằng vừa nha. Ai lấy chốt em mã 18 nha mọi người. Ai lấy chốt em mã 18 nha. Mã 18 nha. Dưới phía dưới đây nha mọi người ơi. Cái này 55kg đổ lại bằng vừa nha mọi người. 55kg
rồi lại bằng vừa nha. Mẹ da bẻo hả? Hình như chưa có số điện thoại. Chưa có số điện thoại. Mẹ da bẻo ơi, cho mình xin số điện thoại đi. 18 em chốt cho mẹ da bẻo rồi nha. Mẹ da bẻo chưa có số điện thoại. Mẹ da bẻo ơi, chưa có số điện thoại nha. Cho em chốt thôi, cho em xin số nha. Rồi ok. Mẹ số 10 19k nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 10 nha.
chỉ có 19k thôi nha mọi người ơi. 19k nha, em có mấy mẫu thôi, không nhiều đâu. Lên em còn mấy mẫu thôi, do em bị bom hàng em xả nè. Có mấy mẫu thôi, không nhiều nha. Mẻ 52 nha mọi người ơi, mẻ 52 nè. Màu hồng nha mọi người ơi, mẻ 52 nha. Mẻ số 10 hoa hồng, ok hoa hồng nha. Em bị bom hàng nha mọi người ơi, cho nên em xả 19k thôi, chỉ có 19k thôi. 60kg mặt vừa, mẻ số 52. Mẹ số 52, 60kg mặc vừa, mẹ số 52. Chứ thật ra áo Liên không bao giờ có giá 19.000 nha cả nhà ơi. Mẹ số 10, Minh Châu Lê ơi, chạm mắt rồi, hoa hồng chốt mắt rồi nha. Ai lấy mẫu này thì chốt giùm em mẹ số 52 nha. Mẹ số 52 chỉ có 19k thôi, áo Liên không bao giờ có 19k. Một mẫu màu xanh rất là đẹp nha. Một mẫu màu xanh rất là đẹp, áo Liên không bao giờ có giá 19k nha. Em bị bom hàng em xả nha. Mẹ số 23 nha mọi người ơi, mẹ số 23, 60kg mặc vừa nha, mẹ số 23, 60kg mặc vừa. 60kg mặc vừa nha cả nhà ơi, mẹ số 23. Mẹ số 23 nè, mọi người thấy lên không? Dày dặn nha mọi người ơi, mẹ số 23 nha mọi người ơi. Ai like chốt giùm em mẹ số 23 nha. Ai like thì chốt giùm em mẹ số 23. Ai like thì chốt giùm em mẹ số 23. Mẹ số 94 nha mọi người ơi, 65kg đồ lại mặt vừa, mẹ số 94, 65kg đồ lại mặt vừa. Em còn ít lắm nha mọi người ơi, không còn nhiều đâu. Em còn có mấy mẫu thôi, còn rất là ít. Em bị bom hàng có mấy cái thôi. Mẹ số 23 hoa hồng, ok hoa hồng nha. Mẹ số 54 nha mọi người ơi, 65kg đồ lại mặt vừa nha. Mẹ số 65 nha mọi người ơi, mẹ số 23 có người chốt rồi Minh Châu Lê ơi. Mẹ số 54 nha mọi người ơi, mẹ số 54 nha. Ai lấy cái này thì chốt cho em mẹ số 54 nha. 65kg đồ lại mặc vừa. Mẹ số 54. Mẹ số 54, 65kg mặc vừa nha. Em còn có mấy cái thôi nha, không nhiều đâu mọi người ơi. Còn có mấy cái nữa thôi. Trời ơi, mày cam mà một cái màu tím nè mọi người ơi. Thùng rất là dày dặn luôn. Lấy chốt cho em mẹ số 11, chốt cho em mẹ số 11. Không bao giờ lên có giá 19 nha cả nhà ơi. Mẹ số 11 rồi, mẹ số 94 Minh Châu Lê, ok Minh Châu Lê. Cái tím này cũng rất là đẹp nha mọi người ơi. Mẹ số 11, 19k thôi mọi người ơi, quá rẻ luôn nha. 19k nha mọi người ơi, em xẻ luôn nha. Mẹ số 11 nha, 60kg đồ lại mặc vừa, mẹ số 11, 60kg nha. Cái này 54 mà. Lâm Anh Nguyễn. Cái này 54 mà. 54 hả? 54 nha Minh Châu Lê ơi, đúng rồi Minh Châu Lê 54 94. Mẹ số 11 ai chốt không, mẹ số 11, mẹ số 11 chỉ có 19k thôi, mẹ số 11. Lên rất là dày dặn nè mọi người ơi, lên rất là dày dặn luôn nha. Mẹ số 11, ai lấy thì chốt cho em mẹ số 11 tí. Dạ đúng rồi chị ơi, 23 màu xanh lá cây á chị. 23 màu xanh lá cây hoa hồng ơi, đúng rồi. Mẹ số 32, trời ơi cái này ai không lấy thì tiếc. Mẹ số 32, Hồng Như thun 8 rồi, ok Hồng Như, Hồng Như có đơn rồi hả? Không biết nữa. Mẹ 11, Hồng Như, mẹ 11. À là vừa chốt vừa cho. Trời ơi, như chị này quá tốt luôn. Rồi ok Hồng Như. Ai không lấy cái này tiếc nha mọi người ơi. Mẹ số 32, ai không lấy thì tiếc 19k, cái này quá tiếc luôn. Cái này không bao giờ có giá 19k. 32, mẹ số 32 nha, 60kg đồ lại mặc vừa, mẹ số 32 nhanh tay nha mọi người ơi. Mẹ số 32. Mẹ số 32 nha mọi người ơi, nhanh tay lên nha. Rồi chốt cho hoa hồng. Rồi hoa hồng, trời ơi cái này quá đẹp luôn. Hoa hồng ơi, hoa hồng nhanh tay quá. Mẹ số 31 nè, 60kg đồ lại mặc vừa, Minh Châu Lê ơi. Chậm rồi nha, Kim Ngân chậm rồi. Mọi người chậm rồi nha. Mẹ số 31. Chào Hồng Đào nha. Mẹ số, trời ơi cái này quá đẹp luôn mọi người ơi. Em xẻ hàng bom nha mọi người ơi, mà mọi người không lấy thì tiếc lắm nha. Mẹ số, mẹ Gia Bảo ơi, chậm mắt luôn nha, 32 em chốt rồi. 32 em chốt rồi nha. Một cái áo màu hồng như thế này 60kg đồ lại mặc vừa. Mẹ số 31 nha cả nhà ơi, mẹ số 31 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 31. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 31 nha mọi người ơi, 31.
Mẹ số 31 nha cả nhà ơi, chốt giùm em nha, mẹ số 31 rồi, ok. Hoa hồng 31 luôn. Em còn có mấy cái nữa thôi, em còn có 6-7 cái nữa thôi. Em còn... Chị chọn mấy cái em chưa làm. Một cái em màu... màu mắm ruốc rất là đẹp nha mọi người ơi. Châu Lê ơi, chị chạm mắt một bước rồi. Mẹ 59 nha mọi người ơi, trời ơi cái này rất là đẹp luôn nha. Mẹ 59 nha mọi người ơi, mẹ 59 nha. 19k thôi, quá rẻ nha mọi người ơi. Mẹ 59 nha mọi người ơi, mẹ 59. 60kg đồ lại mặc vừa nha, mẹ 59 nha. Mẹ 59 nha mẹ nha ơi, mẹ 59. Ai lấy chốt cho em mẹ số 59 nha lên mọi người ơi, em còn mấy cái nữa thôi mọi người ơi. Hàng bom rất là đẹp nha. Đặt hàng xong không chịu lấy nha mọi người ơi, em rất là mệt mỏi nè. Mẹ 59 nha mọi người ơi, mẹ 59. Ai không lấy thì tiếc lắm nha mọi người ơi, quá rẻ luôn. Ai lấy mẹ 39 thì chốt dạ. Em mẹ 77. Áo riêng đó hả chị? Chị lấy đi chị. Chị cứ lấy chị thử đi. Mẹ số 77 nha kệ nha ơi, mẹ số 77 nha. Trời ơi cái này đẹp rồi mà không 59 lấy. Rồi Hồng Như, Hồng Như. Ok Hồng Như, em chốt cho Hồng Như rồi nha. Ê đâu mẹ da bẹo chứ, mẹ da bẹo trước. Mẹ da bẹo trước nha mọi người ơi, mẹ da bẹo trước nha. Em thấy đây đây đây. Em thấy mẹ da bẹo trước nha. Hồng Thư ơi, sorry nha. Em thấy mẹ da bẹo trước nha. Ai lấy mẫu này chốt giùm em nha mọi người ơi, 77. Ai lấy mẫu này chốt giùm em mẹ 77 nha. Đồ si nha chị Miền Nhớ ơi. Đồ si nha tuyển nha chị ơi, si tuyển rất là mới, rất là đẹp. Hàng si tuyển nha, em còn có mấy cái nữa thôi, em còn chắc 5 cái nữa thôi mọi người ơi, nhanh tay lên nào. Em còn có 5 cái nữa thôi, cho em bị bâm hàng còn có mấy cái thôi. Mẹ 77 nha mọi người ơi, mẹ 77, 60kg rồi lại mặc vừa mỏi. Mẹ 77. 59 chốt rồi nha Thụy Nguyễn ơi. Em chốt rồi nha. Một mẹ số 59 màu xanh nè, 59 nha mọi người ơi. 59 nha. 50kg đồ lại mặc vừa nha, em chặt rồi. 50kg đồ lại mặc vừa mẹ số 59. Em mẹ số 56. 45kg mặc vừa thôi nha mọi người ơi, 47kg mặc vừa thôi, em 54kg. Chặt rồi. Mẹ số 56 nha, 47kg. Mẹ 56 47kg. Mẹ 57. Rồi chốt cho Thanh Nhàn nha, mẹ 77 nha. Mẹ 57 nha mọi người ơi, 60kg. Mẹ 57 nha mọi người ơi, 60kg nha. Mẹ 57 60kg. Mẹ 57 nha mọi người ơi, 57 nha, 60kg nha mọi người ơi, mẹ 57. Mẹ 57 nha mọi người ơi, 60kg nha. Một màu hồng như thế này nha mọi người ơi. Đưa đây. Em còn có 4, 5 cái, 6, 7 cái như thôi. Em còn rất là ít nha mọi người ơi. Em còn có 6, 7 cái như thôi. Cái này ai không lấy thì tiếc lắm nè. Ai không lấy thì tiếc. Chốt cho 56 Minh Châu Lê. Minh Châu Lê. Mọi người ơi, mẹ số 9 ơi. Mọi số 9 đây. Rất là mới luôn, mắc là mới luôn. Trời ơi, đặt hàng như thế này mà không lấy thì có tiếc không hả mọi người ơi. Đặt hàng như thế này mà không lấy này, mẹ số 9 nè. Mẹ số 9 nha mọi người ơi. Mẹ số 9 nha, 55kg đồ lại mặc vừa mẹ số 9 nha. Mẹ số 9 nha, còn rất là mới luôn nha mọi người ơi. Mẹ số 9 nha, 55kg đồ lại mặc vừa nha. 60kg bao nhiêu rồi nha. Mẹ số 9 nha mọi người ơi, ai không lấy thì tiếc lắm nè. Mẹ số 9, ai lấy thì chốt mẹ số 9 cho em nha. Mẹ số 9 nha mọi người ơi. Rất là mới luôn nè, mẹ số 9 nha. Xẻ 56 rồi nè. 59 nha mọi người ơi, mẹ số 9 nha, mẹ số 9 nha. Rồi 57 em chốt cho Minh Châu Lê nha. Ai lấy chốt em mẹ số 9 nè mọi người ơi. Em rất là mới, ai không chốt tiếc lắm nè. Mẹ số 9 nhanh tay nha mọi 19K người. 19k nha chị Út Nguyễn ơi. Đồng giá 19k em có ghi ở dưới nha chị ơi. Út Nguyễn ơi, một cái 19k nha. Cái này cũng 19k nha mọi người ơi. Mẹ số 9 nè, em mặc lại mẹ số 9 nè. Ai không lấy thì em lấy luôn. Mẹ số 9 còn rất là mới, còn rất là thơm luôn nha mọi người ơi. Rồi. Mẹ số 9 Minh Châu Lê, ok Minh Châu Lê lấy mấy cái đẹp quá.
Còn sót ra một cái màu hồng đây mọi người ơi, một cái màu hồng. Một cái màu hồng, mẹ số 14 nha. Một cái màu hồng mẹ số 14. Mẹ số 14 nha mọi người ơi, mẹ số 14 nha, thôi cho lên này nha. Mẹ số 14 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha, mẹ số 14. Mẹ số 14 55kg mặc vừa nha. Mẹ số 14 55kg mặc vừa. Ai lấy chỗ em mẹ số 14 nè mọi người ơi, 55kg nha. Mẹ số 14. Mẹ số 14 55kg tôi nhét. Mẹ số 14 55kg. Mẹ số 41. Mẹ số 41 màu xanh cỡ đẹp quá mọi người ơi. 50kg đồ lại bằng vừa nha, cái này 50kg thôi. Cái này 50kg nha mọi người ơi, khoác như thế này nha. Mẹ số 41 nha. 55kg thì khoác như thế này thôi chứ. Gà vô không, gà vô sợ chặt. Cái đây là chỉ có khoác thôi nha mọi người ơi. Mẹ số 41 55kg, mẹ số 41, mẹ số 24 Minh Châu Lê kìa. Mẹ số 14 Minh Châu Lê ơi, em phải 24. Chị ơi, mẹ số 14 chị ơi. Hồng Như, ok. Minh Châu Lê mẹ số 1. 1 rồi là sao? Rồi, 14. Minh Châu Lê 14 chốt cái đó Minh Châu Lê. Minh Châu Lê ơi, chốt Minh Châu Lê. Chào hoa hồng nha, hoa hồng để trở lại nha. Ai lấy cái này 60kg rồi lại mặc vừa, 60kg Minh Châu Lê 41 chốt chưa? Chốt rồi. 41 chốt cho Hồng Như rồi nha chị ơi. 41 chốt cho Hồng Như rồi nha. Ai lấy cái này chốt nha, mẹ số 38. Mẹ số 38 nha. 60kg mặc vừa nha, 65kg bông chen, 60kg mặc vừa. Mẹ số 38 nha, 60kg mặc vừa nha. Mẹ số 38. Em còn có mấy cái nữa thôi mấy chị ơi. Một cái áo khóc khỉ rất là đẹp nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg mặc vừa nha, một cái áo khóc khỉ nha. Mẹ số 21 mọi người ơi, mẹ số 21. 55kg mặc vừa nha, mẹ số 21, 55kg mặc vừa. 55kg mặc vừa nha mọi người ơi, mẹ số 21. Ai lấy cái này chốt giùm em mẹ số thì mẹ số 47. Mẹ số 47 nha mọi người ơi, 55kg đồ loại mặc vừa. Qua đây. Mẹ số 47. Mẹ số 47 nha mọi người ơi, 55kg đồ loại mặc vừa nha. Em biết cái kiểu như kiểu như thế này mọi người. Cái kiểu này giống như tròn vậy nè mọi người ơi. Kiểu này mình đi biển rồi mình tròn được nè. Ai lấy cái này thì chốt giùm em mẹ số 54. Em 47, mẹ số 47 nha. Hình như tròn như thế này thì phải. Không chị, cái đó mới chị. Lâu mấy cái này. Do em nay đã lấy 69. Bỏ 24 vì nhầm. 24 hả chị ơi? 24 cái nào ta? Chị ơi, phải cái 14 không chị ơi? Dạ, cái 14 á chị ơi.
Dạ rồi rồi. Dạ rồi, ok chị Minh Châu. Thu đây Nguyễn nha mọi ơi. Người ơi, cái này ai lấy giúp em mã 28 nha. À? Thu Nguyễn ơi, cái này đúng không Thu Nguyễn ơi? Đâu mất ta? Nó rơi mất cái số đi đâu mất tiêu mất rồi. Không có cái này 47 hết nha chị Thu Nguyễn. Đây nha mọi người ơi, 28 nha, lấy giúp em mã 28 nha. Đâu có mẹ này đâu. Rồi tiếp theo một cái xanh đen nha mọi người ơi. Cái này 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. 60kg đổi lại bằng vừa nha. Cái cổ của nó đây nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, ống ánh luôn nha mọi người. 60kg đổi lại bằng vừa nha. Màu xanh đen nha mọi người. Nó rơi mất cái số đâu rồi em. Đâu có cái số này 47 đâu. Đây nha mọi người ơi, ai lấy chốt em không? Này ai lấy chốt em mã 98 nha mọi người. Ai lấy chốt em mã 98 nha. 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Trời ơi cái này rất là đẹp luôn mọi người ơi. 60kg đổi lại bằng vừa nha. Ai lấy chốt em mã 98 nha mọi người ơi. Mã 98 nha. Rồi tiếp theo một cái áo hồng nha mọi người ơi. Trời cái này xinh lắm mọi người ơi. Cái cổ của nó có viền trắng hai bên như thế này nha. Hai bên luôn nha mọi người. Cái này 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. Cái này đẹp quá mọi người ơi. Cái màu nâu. Em chốt cho ai rồi sao mọi người ơi? Màu nâu thì chốt cho ai rồi? 47 đâu có cái này màu nâu rồi, 98. Rồi 98 chốt cho mẹ nha Bảo nha. Cái này nha mọi người ơi, 55kg đổi lại bằng 10 nha mọi người. Ai lấy chốt em mã 58 nha, ai lấy chốt em mã 58 nha mọi người ơi. Trời cái này màu hồng xinh lắm mọi người ơi. 58, 58 nha. Ai lấy chốt em mã 58 nha. Em ơi. Còn một cái cuối cùng nha mọi người ơi. Em còn một cái cuối cùng nha. Mọi người ơi, cái màu hồng đẹp vậy mà mọi người không lấy hả mọi người ơi. 19k một cái màu hồng rất là đẹp mà không lấy hả mọi người ơi. Rồi một cái màu vàng nha mọi người ơi, 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Minh Châu Lê ơi, mẹ Gia Bảo chốt rồi nha. 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người ơi. Màu vàng rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Ai lấy chốt em mã 44 nha. Ai lấy chốt em mã 44 nha mọi người ơi. Mã 44 nha. Trời ơi, màu vàng rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mã 44 nha. Mã 44 nha mọi người ơi. Em mặc lại cái màu hồng nha mọi người ơi, cái màu hồng rất là đẹp nha em. Mã 44 nha mọi người ơi, cái màu vàng đây mã 44 nha. Em hết rồi nha mọi người ơi, em còn mấy cái nữa thôi nha mọi người ơi. Cái màu hồng đẹp quá mọi người ơi. Rồi tiếp theo một cái hồng môn nha mọi người ơi, 60kg đổi lại bằng vừa nha. 60kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Ai lấy chốt cho em? Ai lấy chốt em mã 38 nha mọi người. Mã 38 nha. Cái này mã 38 nha. 60kg đổi lại bằng vừa mã 38 nha. 44. Rồi ok nha. Không đeo ơi, hết rồi nha. Hồi nãy giờ em like rất là nhiều mẫu luôn á chị ơi. Em còn 5 mẫu đó, em mặc lại ai lấy thì chốt lẹ giùm em luôn nha. Chốt rồi mẹ. 44 chốt cho Hoa Hồng rồi nha chị Hoa ơi. Hoa Hồng ơi, em chốt cho chị Hoa Hồng 44 rồi chị ơi. Mã 38 nè chị ơi, rất là đẹp nè chị ơi. Mã 38 nè, 60kg đổi lại bằng vừa đó nha mọi người. Đây nha, mã 38 nha mọi người ơi. Mã 38 nha, rất là đẹp nha mọi người. Màu hồng môn rất là đẹp nha. Hồng hồng tím tím rất là đẹp nha. Mã 38 nha. Em còn mấy mẫu đây nè mọi người ơi. Một cái áo khỉ nha mọi người ơi. Cái này 50.
Giúp em nha mọi người ơi, còn mấy cái nữa thôi nha mọi người ơi, lấy hết nốt hết chùm em nha. Rồi cái màu hồng đây nha mọi người ơi, trời ơi cái này rất là xinh luôn nha. Trời ơi cái màu hồng rất là xinh luôn nha mọi người ơi, đây nha. Rất em hết rồi nha mọi người ơi. Em còn mấy màu đây nữa thôi, em hết rồi. À lấy chốt em mã 52 nha mọi người. Mã 52 nha. Mai em sẽ chốt đơn nha mọi người ơi, ai mà lấy trên 5 cái em sẽ tặng bất kỳ cái áo nha. Một là cái áo lên. Một là gái lên hai là vest nha mọi người ơi, em sẽ tặng bất kỳ nha. Ai lấy trên 5 cái em sẽ tặng nha. Không đúng. Có cái này một cái không sẽ. Linh Châu Lê Nghệ 38 không. À 38 không có cái nào. Cái này rớt nút còn hai cái thôi chị ơi. Cái này rớt nút. Đâu? Nút nó hai cái với mấy mà rớt. Kiểu mà, nó là kiểu thôi. Có cài nút nha chị ơi, mã 38 có cài nút nha, mình gà nút lại được nha. Cài ở giữa nha chị ơi, cài ở giữa nha. Hoa hồng mã số 2. Hoa hồng mã số 2 đó. Không, cái này mã 52 chị ơi, cái này mã 52 nha, cái hồng này mã 52 nha, không có cái nào mã 02 đâu nha. Mã số 2 nha chị ơi, mã số 52 nha. Cái hồng này mỏng lắm nha chị ơi, cái hồng này rất là mỏng. Chị lấy cái chốt em mẹ số 52, em nói trước là rất là mỏng. 52 chị ơi. Coi bị bánh xe còn sao. Mọi người ơi em hết áo rồi nha mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nha. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nha mọi người ơi. Con xin like em nha. Em còn mấy cái đây thôi. Mai em chốt đơn mọi người, ai trên 5 cái thì tặng bất kỳ một cái nha. Cái màu hồng đây rất là đẹp nha mọi người. Cái hồng này rất là xinh nha mọi người ơi. Áo hồng em mặc thấy con chưa đóng được mà. Cái áo đây á hồi chị cho em mặc 52 chị ơi. Nha. Chị lấy thì ok giúp em nha. Áo hồng mặc rất là 52. Hoa hồng thì ok. Cái đây nha mọi người, trời cái này xinh nha mọi người. Mọi người không lấy hả? 20, 19k. Mà cái này rất là xinh luôn nha mọi người ơi. À lấy chú em mặc 58 nha. Trời ơi xinh nha mọi người không lấy nha ta. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Em sẽ một cái vest của hoa vỏ này mọi người ơi, ai lấy thì chốt đi em màu đen. 58 nha mọi người, ai lấy chốt lên mạng 58 nha. Em sẽ một cái áo đây một cái em sẽ luôn nè. Cho có đơn có một cái thôi nha, em sẽ luôn nha. Một cái màu đen ai chốt thì lấy đi đi. Hoa hồng nè, kiểu hoa hồng đó. Rồi một cái áo màu đen đây nha mọi người ơi. Em sẽ đơn cái màu đen nha mọi người ơi, một cái em sẽ đơn nha. 19k nha mọi người ơi, ai lấy chốt cho em mã 60 nha. À, nó bán theo rồi. Mã 60 nha mọi người, mã 60 nha. Ai lấy chốt em mã 60 nha, trời cái này của em rất là đẹp mọi người ơi. 55kg rồi là bằng vừa nha mọi người. Mai bạn like gì đấy? Mai em like áo khoác riêng nha mọi người ơi. Mọi người ơi, tối nay có xem gì nữa mọi người ơi? Mọi người có thích xem áo khoác riêng không mọi người? Em like áo khung với lại siết nha. Mọi người muốn coi gì thì tối nay em like tiếp nha, do trời mưa rồi. Chút xíu này em like lại nha mọi người ơi, em đi ăn cơm. 8 giờ em like lại nha mọi người. Mọi người muốn xem gì vậy mọi người ơi? Áo khung mới, áo khung với lại siết. Chăm chăm, cung vô mua tết chất không? Áo khoác riêng hoặc là áo khung mới nha mọi người.
tối nay em sẽ like đồ mới nha mọi người ơi, em sẽ like áo thun mới nha, em sẽ like áo thun mới nha mọi người ơi, tối nay em sẽ like áo thun mới nha. Cái áo bên kia được không? Rồi 8 giờ em like lại, 7:30 8 giờ em like lại nha. Em nghỉ em ăn cơm này nha mọi người ơi, em nghỉ em ăn cơm này nha, bye mọi người nha.